Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký hoặc là ấn vào chuông thông báo để chúng ta có thể nhận được những thông báo mới nhất khi có những tập truyện được phát sóng trên kênh. Các bạn cũng đừng quên để lại comment để chúng ta cùng nhau thảo luận. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nội dung diễn biến của tập số 3 của bộ truyện Cô vợ mạnh mẽ của Đường Tổng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 3. Vì vậy, trước khi con làm bất kỳ điều gì, con cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Diệp Tinh Nhi thở dài. Trong khoảng thời gian gần đây, con cũng đừng động vào Lý Huệ. Nhưng mà con vẫn không thể tin được, sao chị ta có thể quen được với Đường Bảo Thiên cơ chứ? Diệp Kiều càng nghĩ càng tức giận. Đang nói chuyện thì Tống Minh Nguyệt gọi đến. Diệp Kiều, tôi vừa nhận được tin tức. Hôm nay Đường Bảo Thiên vừa xuống sân bay, đã đến thẳng Senta để bảo vệ Lý Huệ. Lý Huệ còn ở rất lâu trên xe của Đường Bảo Thiên. Điều này sao lại có thể như vậy chứ? Diệp Kiều cắn môi, tâm trạng trở nên tồi tệ hơn. Diệp Kiều, tôi nghĩ cô nên rút tay lại, không thì sẽ gặp phải rắc rối lớn. Tống Minh Nguyệt không yên lòng, còn dặn dò thêm. Cô tạm thời nên nghỉ ở nhà một thời gian đi, có gì thì tôi sẽ liên lạc với cô sau. Sau đó Tống Minh Nguyệt cúp máy, tận dụng từng giây từng phút để xử lý mọi việc. Diệp Kiều giữ chặt điện thoại di động trong tay, trong đôi mắt cô ta tràn ngập sự ghen ghét. Nhưng cô ta thực sự không thể không nghĩ về nó. Vì lý do gì mà Đường Bảo Thiên 5 lần 7 lượt giúp đỡ Lý Huệ? Suốt cuộc thì quan hệ giữa bọn họ như thế nào? Chẳng lẽ Đường Bảo Thiên thực sự thích Lý Huệ sao? Diệp Kiều, có chuyện gì xảy ra vậy con? Có phải là phía công ty có việc gì không? Diệp Tinh Nhi thở dài. Mẹ, suốt cuộc thì con thua chị ta điều gì chứ? Không được, con không thể bị sỉ nhục như vậy. Đường Bảo Thiên nhất định là đã bị Lý Huệ mê hoặc rồi. Con nhất định phải để anh ấy biết quá khứ của Lý Huệ. Diệp Kiều hung hăng nói, xách theo chiếc túi hàng hiệu rồi bước ra khỏi cổng. Diệp Tinh Nhi không thể ngăn cô ta lại, chỉ có thể lắc đầu rồi lấy điện thoại di động ra, gọi tới một số. Sắp xếp thời gian tới nhà Lý một chuyến đi, tôi gặp một chút rắc rối. Lúc này bên trong biệt thự của Đường Bảo Thiên, những người giúp việc cũng như bảo mẫu đều đang cố gắng thuyết phục Đường Bảo Minh hy vọng cậu bé sẽ ra khỏi nhà kho, đặc biệt là dì Ngọc. Cậu chủ yêu quý của dì, cậu mau ra ngoài đi mà. Tôi không cần mọi người quản tôi, mọi người đều là người xấu, tôi phải rời khỏi ngôi nhà này. Đường Bảo Minh cầm hộp cơm trưa cắn chặt môi. Đường Bảo Thiên đi vào phòng khách, lập tức thấy cảnh này, sắc mặt anh lạnh lùng nói. Phá cửa. Chưa đầy 5 phút, Đường Bảo Minh đã được người giúp việc bế ra ngoài. Nhưng khuôn mặt cậu bé đỏ bừng, hai tay vẫn nắm chặt hộp cơm trưa, không để ai lấy đi. Buông tay. Đường Bảo Thiên bước tới, trên mặt có chút lạnh lùng nói. Bảo Minh lắc đầu, khuôn mặt nhỏ tràn đầy kiên định. Con muốn mang hộp cơm này đi tìm chị gái xinh đẹp. Dì Ngọc lúc này mới nghĩ tới Lý Huệ. Cậu chủ, hẳn là sáng nay cậu chủ nhỏ đã nhìn thấy nhân viên của anh làm việc ở đây. Lý Huệ, đôi môi mỏng của anh nói ra mấy chữ. Đúng vậy, chính là cô ấy. Nghe thầy giáo nói, trong buổi dã ngoại, mấy đứa trẻ đều mang theo hộp cơm, có thể ăn trong lúc giải lao. Bây giờ Đường Bảo Thiên mới hiểu được vì sao Đường Bảo Minh hôm nay lại có hành động lạ lùng như vậy. Trước kia mặc dù cậu bé đều mang theo những thứ đồ rất tốt khi tham gia hoạt động ngoài trời, nhưng đều là đồ mua ở bên ngoài. Đường Bảo Thiên chưa bao giờ tự làm đồ ăn cho cậu. Hơn nữa anh cũng rất bận rộn, không có thời gian tham gia các hoạt động của phụ huynh. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên cậu bé cảm nhận được sự quan tâm. Đường Bảo Thiên ngồi xổm trước mặt cậu bé, vươn tay xoa đầu cậu bé. Còn muốn gặp lại cô ấy sao? Bảo Minh nghe vậy, trong mắt liền lấp lánh, gật đầu thật mạnh. Muốn chứ. Con muốn gặp lại chị gái xinh đẹp đã làm cơm cho con. Mấy ngày này hẳn là cô ấy rất bận. Cuối tuần bố sẽ cố gắng đưa cô ấy về nhà, nhưng không biết là cô ấy có muốn không nữa. Đường Bảo Thiên nói. Đường Bảo Minh cũng hiểu rõ, nếu như Lý Huệ không muốn tới thì cậu bé sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Dì Ngọc nhìn bóng dáng của hai bố con họ đi xa dần, không thể không nghĩ rằng ngôi nhà này cần có một nữ chủ nhân. Sau bữa tối, Hạ Kiều Anh tiến vào ngôi biệt thự. Cô ta nhìn thấy đám đồ chơi trên ghế sofa, nói lớn.
Bảo Minh, bố của em đâu rồi? Đường Bảo Minh nghe vậy cũng không trả lời mà quay đầu chạy lên lầu. Cậu bé luôn đối xử với Hạ Kiều Anh như vậy. Hạ Kiều Anh vẫn tươi cười. Cô ta cũng hiểu giờ này hẳn Đường Bảo Thiên đang ở trong phòng làm việc. Cô ta cứ vậy đi thẳng lên lầu, đẩy cửa bước vào, nhưng chỉ thấy trong phòng trống rỗng. Cô ta nghĩ ngợi một chút rồi đi về phía phòng ngủ. Quả nhiên, khi vừa tiến vào phòng thì cô ta liền nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Đôi môi đỏ của cô ta hơi nhếch lên, cởi áo khoác rồi ngồi trên ghế sofa xem tạp chí. Khi Đường Bảo Thiên từ phòng tắm bước ra, anh khẽ nhíu mày. Cô đến khi nào vậy? Lúc anh đang tắm. Hạ Kiều Anh cười rạng rỡ hơn. Trước đó em đã gọi cho anh, nhưng mà anh không bắt máy. Em nghĩ rằng anh đã trở về nên đến đây. Anh đi công tác thuận lợi chứ? Cũng được. Đường Bảo Thiên xoay người đi sang hướng khác, lau khô tóc. Hạ Kiều Anh đi về phía trước, tay cô đặt nhẹ trên lưng anh, giọng dịu dàng nói. Đường Bảo Thiên, chúng ta đều đã là người trưởng thành hết rồi. Khi nào anh sẽ thực hiện cam kết của anh? Từ trước đến nay, mỗi lần Hạ Kiều Anh nhắc tới hôn ước hai nhà thì Đường Bảo Thiên đều lấy lý do tuổi còn nhỏ mà từ chối cô ta. Hạ Kiều Anh cũng không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Cô ta nhất định phải để cho Đường Bảo Thiên cho cô ta một danh phận. Đường Bảo Thiên chớp mắt, trong ký ức của anh, hình như anh không hứa hẹn bất kỳ điều gì với Hạ Kiều Anh cả. Cuộc sống bây giờ của tôi rất tốt. Tôi cũng không muốn thay đổi nó. Đường Bảo Thiên nói rất chậm rãi. Dù sao quan hệ giữa hai nhà họ Đường và Hạ rất tốt, anh cũng không muốn để mọi chuyện quá căng, không thì ông cụ Đường sẽ tìm anh hỏi chuyện. Nhưng mà câu trả lời của anh cũng không phải là sự mong đợi của Hạ Kiều Anh. Trong đôi mắt của cô ta nổi lên vài phần nghi hoặc. Chẳng lẽ cả đời này anh sẽ không kết hôn hay sao? Bảo Thiên, em sẽ không quan tâm những thứ khác. Em chỉ cần một danh phận mà thôi. Em đã thích anh nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ yêu cầu này cũng là hy vọng xa vời hay sao? Sắc mặt của Đường Bảo Thiên trầm xuống, anh lùi về sau một bước, giữ một khoảng cách với Hạ Kiều Anh. Cô thường xuyên đến nhà trò chuyện với ông. Tôi phải cảm ơn vì điều đó. Tập đoàn Đường Thị cũng sẽ một mực giữ vững quan hệ hợp tác với tập đoàn Hạ Thị. Nhưng mà ngoài điều đó ra, tôi không có bất kỳ điều gì có thể cho cô. Dứt lời, Đường Bảo Thiên quay người rời đi. Bảo Thiên. Nhưng cho dù cô ta có hô thế nào thì người đàn ông cũng không có dừng bước chân. Hạ Kiều Anh nhìn bóng lưng anh, lập tức ngồi bệt xuống ghế sofa. Chẳng lẽ Đường Bảo Thiên đã sớm có người phụ nữ nào khác hay sao? Không, 7 năm này, cho dù là nhân viên trong Đường Thị hay là những người phụ nữ từng gặp Đường Bảo Thiên, cô ta đều chú ý rõ ràng, không có khả năng sẽ có cá lọt lưới. Trừ khi gần đây xảy ra chuyện gì. Hạ Kiều Anh suy nghĩ, cố gắng bình tĩnh lại, nhìn cái giường đôi trong phòng, lẩm bẩm. Sớm muộn gì em cũng sẽ để cho anh bằng lòng cưới em. Ngoại trừ em ra, anh sẽ không bao giờ có thể cưới người khác. Khi Hạ Kiều Anh đi ra khỏi phòng ngủ Đường Bảo Thiên, trên mặt cô ta đã khôi phục lại biểu lộ bình thường. Thấy dì Ngọc đang chơi đùa cùng Đường Bảo Minh, Hạ Kiều Anh đi qua nói. Pha cho tôi một tách cà phê. Cô Hạ chờ tôi một lát. Dì Ngọc trả lời xong liền đứng dậy đi tới phòng bếp. Hạ Kiều Anh ngồi xuống bên cạnh Đường Bảo Minh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé và hỏi. Bảo Minh, gần đây bố của em rất bận rộn. Em có muốn chị dẫn em đi ra ngoài chơi không? Không cần đâu, dì Hạ. Đường Bảo Minh cũng không ngừng đầu lên, trong giọng nói tràn đầy sự qua loa. Hạ Kiều Anh cắn răng, không hiểu tại sao hai bố con bọn họ đều không chào đón cô như vậy. Bảo Minh, không phải chị đã nói với em là phải gọi bằng chị rồi sao? Dù sao sau này chúng ta hẳn sẽ trở thành người một nhà. Hạ Kiều Anh nở nụ cười mỉm, cầm lấy một khối gỗ đặt ở trước mặt Đường Bảo Minh. Đường Bảo Minh cau mày, xoay người lấy một khối gỗ khác, thì thầm trong miệng. Bố từng nói với cháu, chỉ có bố con cháu mới là người một nhà. Hạ Kiều Anh sửng sốt mấy giây, không nói thành lời. Vừa vặn dì Ngọc bưng ly cà phê tới trước mặt cô ta. Đường Bảo Minh cũng ngẩng đầu lên hỏi. Dì Ngọc, lúc nào thì chị gái xinh đẹp sẽ tới đây? Nghe vậy, Hà Kiều Anh nhíu mày nhìn về phía dì Ngọc. Ai vậy? Là một vị trợ lý của cậu chủ. Trước đó đã đến đây chơi đùa cùng cậu chủ nhỏ.
Dì Ngọc hiểu ý của Hạ Kiều Anh, trả lời rất uyển chuyển. Hạ Kiều Anh càng nghe càng tức giận, môi mỏng chậm rãi phun ra hai chữ. Tên là? Là cô Lý Huệ. Dì Ngọc ho nhẹ một tiếng, kéo Đường Bảo Minh đứng lên. Cậu chú nhỏ, cậu cũng nên ăn điểm tâm rồi. Người giúp việc của nhà họ Đường đều biết rõ tính cách của Hạ Kiều Anh, vì Đường Bảo Thiên chưa bao giờ thừa nhận rằng cô ta là nữ chủ nhân. Nên mỗi lần có người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh Đường Bảo Thiên thì sắc mặt của Hạ Kiều Anh luôn rất khó coi. Thậm chí cô ta còn từng làm vài chuyện mà không ai có thể hiểu được. Ví dụ như lần lượt đuổi việc các nhân viên nữ còn độc thân trong tập đoàn Đường Thị. Dì Ngọc lo lắng Hạ Kiều Anh tức giận sẽ làm ra những việc khác thường, nên mới tìm lý do dẫn Đường Bảo Minh rời đi. Lúc này, trong đầu Hạ Kiều Anh lúc này toàn là hình ảnh của Lý Huệ. Cô ta mím chặt môi, bước nhanh rời đi. Trên bàn chỉ còn lại nửa ly cà phê nóng. Cô ta ở bên cạnh Đường Bảo Thiên lâu như vậy rồi, tuyệt đối sẽ không để cho người khác cướp mất. Chuyện hình ảnh quảng cáo của Senta cũng không gây ra ảnh hưởng gì đối với Lý Huệ. Cô cũng đã nhận được phim mẫu từ trợ lý Senta phát tới. Thừa dịp đang lúc rảnh rỗi, Lý Huệ đi tới tiệm bánh để lấy bánh gato đã đặt từ hôm qua. Vừa về dưới lầu thì cô gặp phải dì Châu chủ nhà. Cô Lý, gần đây cô rất bận rộn phải không? Dì Châu cười híp mắt hỏi thăm. Gần đây tôi mới tìm được công việc mới, nên cũng hơi bận rộn một tí. Lý Huệ lên tiếng. Dì Châu nhận được tiền nhà rồi chứ? Nhận được rồi. Dì Châu vội vàng gật đầu. Bà ấy cũng hiểu việc khó khăn khi một mình nuôi đứa bé, mà gần đây những người hàng xóm lại truyền một chút tin đồn xấu về Lý Huệ. Dì Châu kéo Lý Huệ tới một góc bên hành lang, nhỏ giọng nói. Nếu cô có chuyện gì khó khăn thì hãy nói với tôi, đừng nên làm những chuyện. Dù sao cô còn trẻ tuổi. Lý Huệ ngạc nhiên, sau đó lắc đầu nói. Bây giờ công việc của tôi cũng không tệ. Dì Châu, dì cứ yên tâm, tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện kia. Vậy là tốt rồi. À mà phải rồi, gần đây luôn có người gọi điện thoại cho tôi để tìm hiểu tin tức của cô. Dì Châu thở dài. Bình thường cô phải cẩn thận nhiều hơn. Tôi cảm thấy những người này đều không có ý gì tốt. Lý Huệ theo bản năng nghĩ đến Du Minh Nhi. Dì Châu cứ yên tâm, tôi sẽ chú ý. Lý Huệ lại trò chuyện với dì Châu thêm một lát rồi mới đi lên lầu. Tuy lần trước Lý Huệ đã nói chuyện rõ ràng với Du Minh Nhi, nhưng dù sao Du Minh Nhi cũng là loại người vì lợi ích bản thân mà không ngại dùng bất cứ thủ đoạn. Mà Lý Huệ lại đang làm trong tập đoàn Đường Thị, sau này không chắc Du Minh Nhi sẽ đến gây chuyện, nên cô nghĩ rằng cô nên chuyển sang nơi khác. Hơn nữa nơi này cũng cách tập đoàn Đường Thị quá xa, buổi trưa cô cũng không tiện về nhà chăm sóc Lý Trường Nam được. Mà sau khi giải phẫu, Lý Trường Nam cũng cần ở trong một môi trường tốt hơn thì mới có thể mau chóng hồi phục. Nhìn xem bánh gato trong tay, Lý Huệ hít sâu một hơi, lấy chìa khóa ra mở cửa. Trường Nam, nhìn xem mẹ mua gì này. Lý Trường Nam hơi hít hít, vô cùng bình tĩnh trả lời. Là bánh gato. Con giỏi quá. Là bánh gato sô-cô-la mà con thích nhất đây. Lý Huệ cười híp mắt, vừa định nói thêm thì điện thoại di động của cô vang lên. Nước mắt nhìn là Triệu Phương Hào gọi đến. Lý Huệ, cô có ở nhà không? Lý Huệ sửng sốt, cô đã xin nghỉ rồi, chẳng lẽ công ty có việc gì gấp cần tìm cô hay sao? Vâng, tôi đang ở nhà. Cần tôi làm gì sao? Không có. Là vấn đề liên quan đến phúc lợi của nhân viên trong tập đoàn. Hôm bữa tôi đã quên nói với cô. Triệu Phương Hào nhắm mắt, nói đại một lý do nào đó. Phúc lợi của nhân viên tập đoàn sao? Lý Huệ kinh ngạc hỏi lại. Đúng vậy, Đường Thị hỗ trợ phòng ở cho nhân viên vừa mới đi làm. Cô có muốn đi xem một chút hay không? Vừa vặn tôi cũng đang ở gần nhà cô. Triệu Phương Hào giải thích. Tốt quá, tôi cũng muốn đi xem một chút. Lý Huệ vui mừng nói. Nếu là phúc lợi của tập đoàn Đường Thị dành cho nhân viên, hẳn là phòng ở cũng rất gần công ty. Nếu như tiền thuê nhà hợp lý thì hẳn là một lựa chọn rất tốt đối với Lý Huệ. Cô đi cắt bánh gato rồi xuống lầu chờ Triệu Phương Hào. Đợi đến khi Triệu Phương Hào đưa cô đến khu trọ trên con đường phía sau tập đoàn Đường Thị, nhìn kiến trúc bên ngoài và bảo vệ khu vực này, Lý Huệ ngại ngùng hỏi. Triệu Phương Hào, tiền thuê một tháng ở đây khoảng bao nhiêu vậy?
Triệu Phương Hào đã sớm chuẩn bị xong câu trả lời. Công ty sẽ hỗ trợ nhân viên 80%, phần còn lại sẽ được trừ thẳng vào tiền lương hàng tháng. Vậy tôi... Lý Huệ vốn muốn còn hỏi xem một tháng cô có thể nhận được bao nhiêu tiền lương, nhưng Triệu Phương Hào đã đi thẳng vào trong thang máy. Lý Huệ không thể làm gì khác hơn là đành đuổi theo. Triệu Phương Hào dẫn Lý Huệ đi tham quan khu chung cư một lát rồi hỏi. Nơi này cách công ty không đến 900 mét, hơn nữa điều kiện cũng không tệ, xung quanh còn có trường tiểu học và siêu thị cỡ lớn, cô cảm thấy thế nào? Anh ta cũng không dám giới thiệu quá nhiều để tránh gây nên sự nghi ngờ của Lý Huệ. Nơi này tốt hơn phòng tôi thuê rất nhiều. Tôi đều không thể tin được lại có một chuyện tốt như vậy. Lý Huệ đứng ở cửa sổ trước phòng khách. Đứng đây cô có thể nhìn thấy tòa nhà chọc trời của tập đoàn Đường Thị. Lại thêm trong phòng có đầy đủ đồ dùng hàng ngày và nội thất, chỉ cần dọn dẹp đơn giản một chút là có thể vào ở ngay. Lý Huệ có cảm giác như bản thân cô đang nằm mơ vậy. Đây là chìa khóa, cô có thể vào ở mọi lúc. Thứ hai đi đến công ty tìm tôi để xử lý thủ tục là được. Tôi còn có việc nên đi trước. Triệu Phương Hào bước nhanh hơn rời đi. Anh ta sợ rằng nếu ở lại lâu hơn thì anh ta sẽ nói lỡ miệng. Lý Huệ dạo thêm một vòng trong khu chung cư, quen thuộc một chút hoàn cảnh chung quanh rồi đi trở về nhà. Tối nay cô muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật tốt cho Lý Trường Nam, sau đó thu dọn đồ đạc, cố gắng xử lý xong chuyện dọn nhà trong ngày mai. Lý Trường Nam biết tin này cũng không có kích động quá nhiều, mà vô cùng hiểu chuyện thu dọn đồ đạc giúp Lý Huệ. Sau khi ăn xong bữa tối, Lý Huệ đi đến chỗ của dì Châu, nói rõ chuyện tạm thời trả phòng. Lúc đầu dì Châu còn rất kinh ngạc, nhưng khi Lý Huệ nói là sắp xếp của công ty, hơn nữa còn nói rõ vị trí khu chung cư, dì Châu cũng vui mừng thay cho Lý Huệ. Bên kia là trung tâm thành phố, cô cũng thuận tiện đi làm, coi như cũng không tệ. Nói xong, dì Châu còn lùi lại nửa tháng tiền thuê nhà cho Lý Huệ. Dì Châu, tôi không thể nhận được. Tôi đột ngột không ở đã là không tốt rồi. Dì cứ giữ lại tiền thuê nhà này đi. Dứt lời, Lý Huệ vội vàng chạy trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, Lý Huệ mang theo Lý Trường Nam ngồi lên xe hàng của công ty dọn nhà. Nhìn thấy hai mẹ con bọn họ dọn nhà từ khu chung cư cũ đến khu chung cư cao cấp trong trung tâm thành phố, tài xế không khỏi kinh ngạc nhìn bọn họ vài lần. Sau khi hai mẹ con dọn dẹp xong căn phòng mới, cô cảm thấy hơi mệt mỏi nên dẫn Lý Trường Nam đi về phía phòng ngủ. Đi ngủ thôi con. Sáng hôm sau, khi Lý Huệ vừa thức dậy, nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại từ bệnh viện gửi tới, cả người cô đều ngẩn ra. Cô cố giữ vững tinh thần, gọi lại cho bệnh viện. Vì sao cuộc giải phẫu của Trường Nam phải kéo dài thêm một thời gian chứ? Lần trước bác sĩ đã nói với cô, nhất định phải nhanh chóng giải phẫu cho Lý Trường Nam, nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cô cũng làm mọi cách mới gom đủ tiền phẫu thuật, bây giờ sắp đến ngày mổ thì lại gặp lại chuyện này. Cô Lý, thực sự rất xin lỗi cô, bởi vì đột nhiên có ca bệnh khẩn cấp hơn nên chúng tôi không thể không phẫu thuật cho bệnh nhân kia trước. Bệnh tình trước mắt của Lý Trường Nam còn có thể khống chế, hy vọng các người có thể hiểu được. Tôi không thể hiểu được, ngày giải phẫu đã được định trước rồi cơ mà. Giọng nói Lý Huệ càng lúc càng nhỏ dần, nước mắt không ngừng chảy xuống trên gò má. Cô che miệng, cố hết sức không để cho bản thân phải khóc lên. Lý trí của cô nói cho cô biết rằng hẳn là nên tiếp nhận sự thật này, nhưng mà cô không có cách nào chấp nhận được. Cô Lý, cô cứ bình tĩnh đã, chúng tôi sẽ trả lại toàn bộ tiền giải phẫu cho cô. Dù sao chúng tôi cũng là bệnh viện trung tâm, nên có quy định phải giải quyết cho bệnh nhân có tình trạng khẩn cấp trước. Nếu như cô có điều kiện thì cô có thể đi tới bệnh viện Hải Nam để tiếp nhận trị liệu. Bên kia có thể lập tức sắp xếp ca mổ, chỉ là giá tiền hơi đắt một chút mà thôi. Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn. Lý Huệ vô lực rũ xuống cánh tay, điện thoại cũng rơi xuống mặt đất. Cô đã rất cố gắng để có một tương lai tốt đẹp, bây giờ đã có khởi đầu rất tốt thì ông trời lại bắt cô tiếp nhận đả kích như vậy. Trước đây bố của cô cũng là dạng này, chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Nếu 7 năm trước cô để cho người đàn ông kia mang theo Lý Trường Nam mà nói, thì bây giờ Lý Trường Nam hẳn sẽ nhận được chữa trị tốt hơn. Lý Huệ cố gắng bình tĩnh lại, cô không thể để cho Lý Trường Nam biết được chuyện này. Cô đi ra ngoài,
gọi điện thoại cho người bạn cũ ở thành phố Hải Châu để hỏi thăm về bệnh viện Hải Nam. Vừa nghe đến tên bệnh viện này, Linh đang giật mình nói: Lý Huệ, chi phí chữa trị trong bệnh viện Hải Nam rất đắt. Nghe nói những người giàu có tầm trung ở thành phố Hải Châu cũng không dám vào trong đó. Giọng Lý Huệ run run hỏi lại: Tôi đã rời khỏi thành phố Hải Nam một đoạn thời gian rồi, nên không biết rõ lắm. Chi phí chữa trị trong bệnh viện này rất cao sao? Đắt, đắt kinh khủng luôn. Nhưng mà tôi nghe nói bác sĩ trong bệnh viện này có trình độ chuyên môn rất cao. Hơn nữa, khoa nhi cũng vô cùng tốt, là số 1, số 2 trong cả nước. Khoa nhi. Lý Huệ ghi nhớ những tin tức cần lưu ý, nói cảm ơn với Linh Đan, sau đó đi đến công ty. Ở sau lưng Lý Huệ không xa có hai thân ảnh đi theo cô. Một người đàn ông trong đó híp mắt, lấy điện thoại di động ra. Đều đã làm xong, đứa bé của cô ta đã không thể thực hiện ca mổ, cứ yên tâm. Tiếp tục theo dõi cô ta, đừng để bị phát hiện. Cả một buổi trưa, trong đầu của Lý Huệ cũng trống rỗng. Cho dù mọi người đều đã ăn cơm trưa xong thì bộ dạng cô vẫn không thay đổi gì mấy, vẫn ngồi trước bàn làm việc giống như một người máy vậy. Sau khi Đường Bảo Thiên họp xong, anh trở về thì thấy bộ dạng này của Lý Huệ. Anh hạ giọng hỏi người bên cạnh: Cô ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này Đường Bảo Thiên cũng không có nhận ra sự chú ý của anh dành cho Lý Huệ đã vượt qua rất nhiều nhân viên khác. Thôi được rồi. Người đàn ông nhíu mày lại, trở về văn phòng. Vừa trở về văn phòng, điện thoại di động của Đường Bảo Thiên đã vang lên. Bảo Thiên, có phải công ty của cậu có phải có một người tên là Lý Huệ hay không? Người điện thoại tên là Phạm Ngọc Bảo, là con trai thứ ba trong nhà họ Phạm, một dòng họ vô cùng nổi tiếng trong giới kinh doanh ở thành phố Hải Châu. Chỉ là anh ta không muốn tiếp nhận công việc kinh doanh trong gia đình mà đi theo sở thích của bản thân, đi du học 6 năm ở nước ngoài về ngành y học, tăng thêm thế lực dòng họ Phạm ở thành phố Hải Châu. Dưới tay anh ta đã có 3 tập đoàn chế dược và 2 bệnh viện tư nhân, trong đó có bệnh viện Hải Nam. Cậu biết của ư? Giọng nói của Đường Bảo Thiên trong nháy mắt trầm xuống, tiện tay đóng cửa văn phòng lại. Đầu bên kia điện thoại, đến lượt Phạm Ngọc Bảo ngây ngần cả người. Với sự hiểu biết của anh ta về Đường Bảo Thiên thì Đường Bảo Thiên thường không để ý bất kỳ một nữ nhân viên nào trong công ty, trừ khi giữa bọn họ có quan hệ bí mật gì đó. Nhưng Đường Bảo Thiên chính là một khối băng, sao lại đột nhiên có nữ nhân chứ? Phạm Ngọc Bảo đột nhiên nghĩ đến điều gì đó nên nói đầu đuôi sự việc cho Đường Bảo Thiên nghe. Có người tìm đến bệnh viện của tôi, bỏ ra một số tiền khá lớn để chúng tôi không thực hiện ca mổ cho con trai của Lý Huệ. Cậu cũng biết quá trình làm việc của bệnh viện chúng tôi. Sau khi kiểm tra hồ sơ của Lý Huệ thì tôi mới biết được cô ta đang làm việc trong công ty của cậu. Nghe được lời này, ánh mắt của Đường Bảo Thiên âm trầm lại. Lý Huệ vừa mới đến Đường thị thì đã có người để mắt tới cô ấy sao? Vì điều gì chứ? Tôi nên làm thế nào trong chuyện này? Phạm Ngọc Bảo hỏi. Với quan hệ giữa hai người bọn họ, chỉ cần Đường Bảo Thiên nói một tiếng, Phạm Ngọc Bảo sẽ lập tức trả tiền lại, thậm chí miễn phí thực hiện ca mổ và điều trị cho con trai của Lý Huệ. Nhưng Đường Bảo Thiên lại nói: Không cần như thế, đã có người đưa tiền tới cửa thì cậu cứ nhận. Còn về chuyện của cô ấy, tôi sẽ nhìn xem rồi tự xử lý. Lý Huệ cũng không có mở miệng, anh cần gì phải xen vào việc của người khác như thế. Dù sao thì anh cũng chỉ đang nghi ngờ đứa bé Lý Trường Nam kia có quan hệ với anh, nhưng độ tuổi lại không thích hợp. Anh cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Vậy được rồi, nếu cần thì cậu cứ gọi cho tôi biết. Mặc dù Phạm Ngọc Bảo nói như thế, nhưng anh ta lại cảm thấy Đường Bảo Thiên có mối quan hệ không bình thường với cô gái tên Lý Huệ này. Đường Bảo Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt còn lạnh lùng hơn so với bình thường một chút. Ánh mắt anh rơi vào trên bức ảnh chụp trên bàn làm việc. Nếu như đứa bé kia thực sự là... Đường Bảo Thiên đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Anh đi thẳng đến văn phòng của Lý Huệ, nhưng mà anh đã đến chậm một bước, văn phòng của cô đã khóa ngoài. Đi xuống thang máy, tiến vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, Đường Bảo Thiên lái xe đến phố đi bộ ở bên cạnh. Đột nhiên, trong tầm mắt của anh xuất hiện hình ảnh Lý Huệ đang đón một chiếc xe taxi. Anh hơi nhíu mày rồi đuổi theo. Theo được một nửa,
anh mới bừng tỉnh giật mình. Anh đây là đang làm cái gì? Một cuộc điện thoại là có thể làm rõ ràng mọi chuyện. Vì sao anh lại muốn lái xe đi theo cô cơ chứ? Lỡ may đứa bé kia không có chút quan hệ gì với anh, mà là con của Lý Huệ với một người đàn ông khác sau khi cô rời khỏi thành phố Hải Châu thì... Đường Bảo Thiên nắm chặt tay lái, nhìn thấy xe taxi kia lái vào cửa bệnh viện Hải Nam, anh lập tức dừng xe, gọi điện thoại cho Phạm Ngọc Bảo. Ngọc Bảo, giúp tôi một chuyện. Phạm Ngọc Bảo vội vàng chạy tới bệnh viện. Vừa vào bên trong, anh ta dừng lại nhìn quanh một vòng, một bóng lưng hơi gầy gò tiến vào trong tầm mắt anh ta. Anh ta mở điện thoại gọi lại. Đã xác nhận, tình huống cụ thể thì chờ gặp mặt rồi nói sau. Dứt lời, Phạm Ngọc Bảo đi tới quầy phục vụ của bệnh viện. Y tá trưởng, qua đây tôi hỏi một chút. Phạm Ngọc Bảo nói vài câu với y tá trưởng liền xoay người đi lên lầu. Lúc này, Lý Huệ còn đang trưng cầu ý kiến trong chuyện phẫu thuật. Y tá trưởng đến bên cạnh nghe xong vài câu, xác định Lý Huệ chính là người mà Phạm Ngọc Bảo để cho cô ta chăm sóc đặc biệt, lập tức mở miệng. Em đưa cái này đến bên khoa bảo vệ sức khỏe đi, để cho chị phụ trách bên này. Được rồi, y tá trưởng. Y tá trưởng nở nụ cười hỏi Lý Huệ. Chào cô, xin hỏi có thể giúp được gì cho cô? Lý Huệ hơi do dự một chút rồi nói. Con trai tôi muốn giải phẫu. Không biết chi phí cụ thể trong ca phẫu thuật này ở bệnh viện các người là bao nhiêu? Chuyện này phải nhìn tình huống cụ thể. Nhưng mà cô cứ yên tâm, chi phí ban đầu của bệnh viện chúng tôi không giống với những bệnh viện khác. Hay là thế này, cô cứ điền hết tất cả thông tin vào tờ đơn này đi, rồi sau đó tôi sẽ đi hỏi thử xem. Lý Huệ gật đầu, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho Lý Trường Nam, cho dù có khó khăn bao nhiêu thì cô cũng sẽ liều mạng cố gắng. Điền xong tờ đơn, Lý Huệ nói lời cảm ơn với y tá trưởng rồi đi ra ngoài. Ngồi ở cầu thang bên cạnh vườn hoa, nhìn xem những đứa nhỏ mặc đồng phục bệnh nhân đang đi dạo. Lúc này trong phòng làm việc của viện trưởng, y tá trưởng cầm tờ đơn của Lý Huệ vừa điền thông tin đi vào. Phạm Ngọc Bảo chỉ nhìn lướt qua thì đã phát hiện vấn đề. Tuổi tác của đứa bé này không đúng lắm. Tuổi tác? Đường Bảo Thiên hạ giọng hỏi. Các chức năng bẩm sinh của đứa bé này hơi yếu hơn so với bình thường. Điều này nguồn gốc từ việc sinh non. Tôi xem trên tài liệu thì thấy có ghi rằng sau khi đứa bé sinh ra được 3 tháng thì phải giải phẫu. Dựa theo thời gian suy tính, bây giờ đứa bé ít nhất cũng phải 7 tuổi mới đúng. Phạm Ngọc Bảo giải thích, xem ra chuyện này còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của anh ta. Anh ta cũng biết con trai của Đường Bảo Thiên năm nay vừa vặn 7 tuổi. Nếu như đứa bé này cũng là con ruột của Đường Bảo Thiên mà nói. Phạm Ngọc Bảo sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Người phụ nữ này sẽ không phải là người năm đó đấy chứ? Nhưng nếu đúng là như vậy thì chuyện này càng khó hiểu. Với tính cách của Đường Bảo Thiên, anh tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc dòng dõi của nhỏ Đường lang thang ở bên ngoài. Cảm xúc của Đường Bảo Thiên bây giờ rất phức tạp. Trong đầu anh đang suy nghĩ lý do. Đó là vì sao Lý Huệ lại làm như vậy? Vì một mục đích nào đó nên mới giấu đứa bé đi hay sao? Bệnh viện của tôi có 95% trở lên thực hiện thành công ca mổ này. Nhưng mà cô ấy dường như không có khả năng gánh nổi chi phí hồi phục một năm sau ca mổ. Phạm Ngọc Bảo thì anh không nói gì, đặt tờ đơn lên mặt bàn, chờ Đường Bảo Thiên mở miệng. Nếu như cậu có thể tham gia ca mổ này, thì trong các cuộc họp sau này, tôi sẽ không gây khó dễ với ông già nhà cậu. Đường Bảo Thiên đứng dậy, đi thẳng ra khỏi văn phòng. Phạm Ngọc Bảo cảm thấy giờ khóc giờ cười. Anh ta đã sớm không quan tâm mấy về chuyện làm ăn của nhà họ Phạm. Nhưng nếu đứa bé này thực sự là con ruột của Đường Bảo Thiên, thì sớm muộn gì cũng sẽ trở lại nhà họ Đường. Cũng coi như là cháu trai của anh ta. Anh ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Một bên khác, Lý Huệ ngồi rất lâu ở bên vườn hoa, sau đó rời khỏi bệnh viện, đi về phía trạm xe buýt. Khi thấy xe buýt tới, cô cảm giác được có người nào đó đang theo dõi cô. Vừa quay đầu nhìn lại, cô nhìn thấy đằng sau trạm xe buýt có hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình. Thấy Lý Huệ phát hiện, bọn họ vội vàng kéo mũ thấp xuống rồi vội vàng rời đi. Xe buýt chậm chậm di chuyển, trong lòng Lý Huệ tràn đầy suy nghĩ. Ai lại rảnh rỗi thuê người theo dõi mình chứ? Cũng may mà nơi ở mới rất an toàn, Lý Huệ cũng không cần lo lắng quá mức. Cô mua chút thức ăn rồi trở về nhà. Sau bữa ăn tối, cô nói rõ mọi chuyện với Lý Trường Nam. Sợ đứa bé sẽ suy nghĩ nhiều,
Lý Huệ lo lắng an ủi. Bác sĩ bảo rằng con phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, chờ cơ thể khỏe mạnh hơn thì mới có thể giải phẫu được. Lý Trường Nam chớp chớp mắt, gật đầu nói. Con đã biết rồi mẹ. Mẹ đừng lo lắng như vậy. Mẹ đâu có lo lắng. Lý Huệ xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, cố nở ra nụ cười mỉm. Nhìn thấy Lý Trường Nam hiểu chuyện như vậy, Lý Huệ âm thầm thề ở trong lòng, cô nhất định phải nghĩ mọi biện pháp để Lý Trường Nam thực hiện giải phẫu. Mấy ngày kế tiếp, Lý Huệ hoàn toàn chìm đắm trong công việc. Cho dù các đồng nghiệp cần cô hỗ trợ chuyện gì, Lý Huệ cũng không từ chối, hơn nữa còn làm rất nhanh và tốt. Nghe nói cô ta được chủ tịch Đường tuyển thẳng vào công ty. Thế thì cô ta còn liều mạng làm việc như vậy để làm gì chứ? Đúng đấy. Nghe nói lần trước cô ta còn nói chuyện giúp một nữ nhân viên bị cô hạ cho nghỉ việc. Chẳng lẽ tương lai cô ta... Không thể nào. Cô ta mà thực sự là nữ chủ nhân của Đường thì... Thì chủ tịch Đường làm sao có thể cam lòng để cho cô ta đi làm ở công ty được chứ? Triệu Phương Hào nghe được những lời này thì chỉ biết lắc đầu, gõ cửa đi vào văn phòng Đường Bảo Thiên. Kết quả chủ tịch Đường của bọn họ cũng giống như Lý Huệ, làm việc liên tục. Ngay cả kế hoạch công tác quý sau cũng đang được xem xét. Chủ tịch Đường, đây là câu trả lời từ tập đoàn Thắng Lợi. Dường như bọn họ có ý khác đối với tiêu chuẩn sản phẩm. Sau khi ký xong hợp đồng, bọn họ cũng chưa có triển khai công tác tương quan. Hơn nữa còn có tin tức, hai nhà công ty khác cũng đang tiếp xúc với công ty bọn họ trong thời gian gần đây. Đường Bảo Thiên vừa nghe Triệu Phương Hào báo cáo, vừa nhanh chóng ký tên trên báo cáo, ngừng đầu nói. Phái người đi thăm dò ý đồ thực của đối phương. Ranh giới cuối cùng của Đường thị, không người có thể đụng vào. Vâng, chủ tịch Đường. Tôi lập tức đi tới bộ phận PR. Triệu Phương Hào gật đầu trả lời. Đường Bảo Thiên đột nhiên gọi lại anh ta. Gần đây Lý Huệ đang làm gì? Cô ấy đang dịch bản hợp đồng và tài liệu lần trước, hẳn cũng sắp kết thúc rồi. Triệu Phương Hào nghi hoặc hỏi. Chủ tịch Đường, anh muốn để cho Lý Huệ đi sao? Mặc dù trình độ của Lý Huệ có thể đảm nhận được chức vụ trợ lý phiên dịch, nhưng muốn để cô dẫn đội đi tham gia hạng mục xã hội có phải có chút... Nói với cô ấy, cho dù là dùng biện pháp gì thì đều phải ổn định được đại biểu của đối phương. Sau khi chuyện này thành công thì sẽ có tiền thưởng. Đường Bảo Thiên trầm giọng nói. Triệu Phương Hào gật đầu, đi ra khỏi văn phòng Đường Bảo Thiên, đi về phía văn phòng của Lý Huệ. Nghe được Triệu Phương Hào muốn cô đi công tác, phản ứng đầu tiên của Lý Huệ là từ chối. Anh Triệu, gần đây trong nhà tôi xảy ra chút việc nên không tiện lắm. Hơn nữa tôi cũng vừa mới vào công ty nên cũng không quen lắm với phương diện này. Anh có thể đi nói với chủ tịch Đường, đổi người khác đi có được không? Lý Huệ hạ giọng hỏi. Cô xác định muốn từ chối mệnh lệnh của chủ tịch Đường sao? Triệu Phương Hào nhíu mày, để tập tài liệu trên bàn Lý Huệ, sau đó thở dài nói. Nhiệm vụ công tác lần này tương đối gấp. Ý tứ của chủ tịch là để cô dùng tất cả biện pháp ổn định lại đại biểu của đối phương. Hơn nữa nếu như làm tốt thì còn có tiền thưởng riêng. Tiền thưởng riêng? Lý Huệ hơi do dự mấy giây. Đi mấy ngày? Gần đây thành phố Đức Cơ bên kia có triển lãm bán hàng, hẳn sẽ kết thúc trước cuối tuần. Cô chỉ có thời gian 4 ngày. Được, ngày mai tôi sẽ đi. Lý Huệ thả công việc trên tay xuống, trước tiên nghiên cứu phần tài liệu kia. Triệu Phương Hào thấy cô lập tức tiến vào trạng thái làm việc điên cuồng, mỉm cười nói. Có khó khăn gì thì có thể hỏi tôi. Bây giờ tôi đi sắp xếp vé máy bay giúp cô. Về nhà thu dọn một chút đồ đạc, Lý Huệ nhận được tin nhắn từ Triệu Phương Hào, có đủ địa chỉ khách sạn và số hiệu chuyến bay trong đó. Tin tức về đại biểu của bọn họ còn chưa đủ rõ ràng, cô phải tự nghĩ biện pháp. Lý Huệ trả lời tin nhắn rồi đặt điện thoại xuống, lập tức rửa mặt đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lý Huệ tự mình chạy tới sân bay, đi chuyến bay tới thành phố Đức Cơ. Máy bay vừa hạ cánh, Lý Huệ vội vàng gọi chiếc taxi, chạy tới khách sạn mà đại biểu tập đoàn Thắng Lợi đang ở. Nhưng khi vừa đến khách sạn, Lý Huệ lại nhận được tin đại biểu của tập đoàn Thắng Lợi vừa mới chào phòng rời đi. Bọn họ vừa rời khỏi khách sạn, bây giờ hẳn là đang ở bãi đậu xe. Nhân viên lễ tân nhìn đồng hồ rồi trả lời. Cảm ơn cô.
tôi để đồ đạc ở đây trước. Dứt lời, Lý Huệ vội vàng chạy về phía bãi đậu xe. Cô đã dùng toàn bộ sức lực, cả người đầy mồ hôi. Cuối cùng, trước khi chiếc xe thương vụ kia rời khỏi cửa chính khách sạn, thì cô cũng gặp được bọn họ. Chào anh, tôi là Lý Huệ, nhân viên của tập đoàn Đường Thị. Tôi đặc biệt tới đây để nói về chuyện hợp tác giữa hai công ty. Không biết anh có thời gian hay không? Chúng ta có thể ngồi xuống trò chuyện một lát. Lý Huệ mỉm cười, lập tức bổ sung một câu. Tôi vừa xuống máy bay đã tìm tới anh, chính là để hai nhà công ty có thể hợp tác lâu dài hơn. Tôi nghĩ rằng quý công ty cũng có ý tưởng như vậy. Xin anh tin tưởng tôi. Tập đoàn Đường Thị thực sự rất coi trọng lần hợp tác này. Phải vậy không? Nếu thực sự xem trọng lần hợp tác này thì sẽ không phái một nhân viên mới tới như cô mới đúng chứ. Cô vừa vào làm việc không lâu đúng không? Ngay cả lịch làm việc của chúng tôi mà cô đều không rõ ràng. Thế mà dám bảo rằng xem trọng. Cô hãy trở về đi. Có người trong xe không khách khí quát. Bọn họ cũng không cho Lý Huệ cơ hội nói chuyện, trực tiếp đóng cửa sổ xe rồi lái xe rời đi. Lý Huệ chỉ biết đứng tại chỗ nhìn chiếc xe từ từ di chuyển khỏi tầm mắt. Nhưng trong chiếc xe con màu đen đi sau chiếc xe thương vụ này, có một người đàn ông đang một mực nhìn tới Lý Huệ. Mãi cho đến khi thấy rõ gương mặt của cô, anh ta liền để cho tài xế dừng xe lại. Lý Huệ còn tưởng rằng cô đã ngăn cản đường đi người khác, ngại ngùng không người xin lỗi, rồi quay lưng đi về phía khách sạn. Cô phải nghĩ biện pháp cầm tới càng nhiều tài liệu về tập đoàn Thắng Lợi. Lúc này, cửa xe được mở ra, bước xuống là một người thanh niên mặc vest đen giày tây trẻ tuổi. Anh ta nhìn xem bóng lưng Lý Huệ, trên gương mặt lộ ra nụ cười ấm áp, môi mỏng kêu lên. Lý Huệ. Nghe thấy có người kêu tên, Lý Huệ dừng bước lại. Cô cảm thấy giọng nói này vừa có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm. Cô xoay người lại, nhìn một lát thì mới nhận ra đối phương. Nguyễn Bảo Trung. Nguyễn Bảo Trung từng là đàn anh khóa trên trong trường. Trước kia Lý Huệ còn từng cùng anh ta tham gia rất nhiều hoạt động. Những người khác trong trường học đều từng nghĩ rằng hai người bọn họ sẽ thành một đôi. Chỉ là sau này Nguyễn Bảo Trung tốt nghiệp, trong nhà Lý Huệ lại xảy ra chuyện, nên bọn họ liền mất liên lạc. Sau khi Lý Hùng qua đời, Lý Huệ trải qua cuộc sống trốn tránh mọi thứ. Cô sợ nhất chính là bị bạn bè trong trường nhận ra. Lúc này khi Nguyễn Bảo Trung đang đứng trước mặt, trong ánh mắt Lý Huệ lại tràn đầy do dự. Cô không biết bản thân nên cười chào hỏi hay là vờ như không nhận ra anh ta rồi rời đi. Ngay khi Lý Huệ còn do dự thì anh ta đã chủ động đi đến bên cạnh cô. Vừa rồi anh còn tưởng rằng đã nhìn lầm rồi chứ. Không ngờ lại thực sự là em. Chúng ta hẳn là phải 8-9 năm không gặp rồi nhỉ. Bây giờ Nguyễn Bảo Trung vẫn có thể nhớ lại rất nhiều chuyện trước đó. Vừa gặp lại Lý Huệ, anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, sợ rằng nói quá nhiều sẽ hù đến cô. Sao anh lại ở đây? Lý Huệ mỉm cười hỏi. Đối phương đều đã chào cô cũng không thể giả vờ như không biết. Nguyễn Bảo Trung nhìn xem gương mặt Lý Huệ, đành nói thật. Bây giờ anh đang phụ trách nghiệp vụ công ty, đến nơi này để công tác. Dứt lời, anh ta đưa tấm danh thiếp cho Lý Huệ. Còn em thì sao? Em cũng đang đi công tác. Lý Huệ nhận lấy tờ danh thiếp, nhìn lướt qua phía trên thấy được công ty mà Nguyễn Bảo Trung đang làm. Cô ngạc nhiên thốt lên. Bây giờ anh lại là giám đốc tập đoàn Thắng Lợi sao? Sao vậy? Có vấn đề gì không? Nghe được giọng điệu kinh ngạc của Lý Huệ, Nguyễn Bảo Trung cũng không biết nói gì cho đúng. Thái độ của Nguyễn Bảo Trung đối với cô vẫn như cũ, dịu dàng mà ôn nhu. Mà nhất là khi anh ta đối mặt với Lý Huệ, lúc nào trên mặt cũng nở nụ cười mỉm, bình dị mà gần gũi. Nhưng còn có một điểm quan trọng mà Lý Huệ vẫn luôn không phát hiện. Vậy em có thể làm phiền anh giúp một chuyện được hay không? Em cũng biết lâu rồi chúng ta không gặp mặt, bây giờ em lại đột nhiên nhờ anh thế này thì có chút... Lý Huệ có chút xấu hổ, nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, lời nói ngập ngừng. Nếu như phiền phức quá thì... Không phiền phức, em cứ nói đi. Cần anh giúp điều gì? Nguyễn Bảo Trung híp mắt lại. Anh ta có thể nhìn thấy lo lắng trên gương mặt của Lý Huệ, nhưng lại không đoán được ý đồ của cô. Dù sao bọn họ đã không gặp rất lâu rồi, anh cũng chưa từng biết được tin tức về Lý Huệ. Bây giờ gặp lại, Nguyễn Bảo Trung chỉ hy vọng có thể đến gần Lý Huệ hơn một chút. Anh có thể nói cho em biết
đại biểu tập đoàn Thắng Lợi đang ở khách sạn nào hay không? Hoặc bọn họ dự định ở thành phố Đức Cơ bao lâu cũng được. Lý Huệ gửi gắm hy vọng còn lại trên người Nguyễn Bảo Trung. Khi còn ở trường, Nguyễn Bảo Trung chưa từng nhìn thấy Lý Huệ mở miệng nhờ ai. Bộ dạng lúc này của cô dần dần hòa hợp vào gương mặt trong trí nhớ kia của anh ta. Ý muốn bảo hộ đang dần phun trào lên trong lòng anh ta. Bây giờ anh đang là cấp trên của bọn họ. Em cho anh một phương tiện liên lạc. Có gì thì anh sẽ gửi thẳng vào mail hoặc là tin nhắn của em sau. Nguyễn Bảo Trung đồng ý rất dứt khoát. Lý Huệ gật đầu rồi vội vàng đưa danh thiếp vào số điện thoại cho đối phương. Anh Nguyễn, em không biết làm như vậy có thể ảnh hưởng đến công việc của anh hay không. Nhưng nếu như không thích hợp, em mong anh có thể từ chối em. Lý Huệ trả tấm danh thiếp lại, hạ giọng nói. Dù sao lâu rồi bọn họ mới gặp lại, cô không muốn để đối phương thêm phiền phức. Nhưng mà cô càng nói như vậy, ánh mắt Nguyễn Bảo Trung càng thêm thâm trầm. Anh ta tiếp nhận danh thiếp, nở nụ cười ôn nhu. Lần sau gặp lại. Dứt lời, anh ta quay người về tới trên xe. Nhìn thấy chiếc xe dần dần di chuyển khỏi tầm mắt, Lý Huệ đứng sững tại chỗ. Cô chợt nghĩ tới rằng cô đã trả lại tấm danh thiếp nên không thể liên lạc lại với anh ta. Lý Huệ, mày thực sự rất ngu ngốc. Cô ủ rũ trở về khách sạn, làm xong thủ tục thuê phòng, sau đó ngồi trên giường ngẩn người. Dù sao đối phương cũng chỉ là đàn anh khóa trên trong trường đại học với cô, nên đối phương có không trả lời cô thì cũng là chuyện bình thường. Dù sao xã hội chính là như vậy. Bỗng nhiên trong lòng cô không ôm bất kỳ hy vọng gì. Cô mở laptop ra, liên lạc với Triệu Phương Hào, chuẩn bị bước kế tiếp trong kế hoạch. Cô đều đã bay đến thành phố Đức Cơ, cô không cam lòng cứ từ bỏ như vậy. Thẳng đến hơn 6 giờ tối, cô nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ. Lý Huệ mở ra xem, cả người bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, biểu hiện vừa mừng vừa sợ. Nội dung tin nhắn cũng không hề dài, là do Nguyễn Bảo Trung gửi tới. Trong đó có địa chỉ khách sạn mà tập đoàn Thắng Lợi vào ở, còn có kế hoạch khảo sát một hạng mục ở thành phố Đức Cơ của công ty bọn họ. Bọn họ sẽ tham dự một cuộc triển lãm vào ngày mai. Điều này cũng có ý nghĩa, chỉ cần tập đoàn Đường Thị cũng tham gia thì Lý Huệ có thể gặp mặt bọn họ. Đến lúc đó còn sợ không tìm thấy cơ hội hay sao? Lý Huệ vừa xem xong tin nhắn thì Nguyễn Bảo Trung lại nhắn tiếp một tin tới. Không cần phải gấp, công ty anh sẽ không hủy hợp đồng. Lời an ủi này của anh ta để cho Lý Huệ nhớ lại thời đại học. Khi đó Nguyễn Bảo Trung cũng chăm sóc cô rất nhiều. Cảm ơn anh, có cơ hội em nhất định sẽ mời anh ăn bữa cơm. Đối phương hầu như lập tức trả lời. Được. Sau khi báo tin tức này cho Triệu Phương Hào biết, Lý Huệ cố gắng nhớ kỹ nội dung hạng mục, hơn nữa còn trò chuyện công việc với Triệu Phương Hào suốt đêm để đưa ra một bộ phương án cơ bản. Sáng sớm hôm sau, Lý Huệ mặc bộ quần áo công sở, sau đó đi thẳng đến hiện trường triển lãm. Chào cô, mời cô lấy thư mời ra. Nhân viên công tác ở cửa ngăn cản Lý Huệ. Xin lỗi, công ty của chúng tôi sắp xếp tương đối vội vàng nên thư mời còn chưa kịp đến tay tôi. Nhưng mà tôi là nhân viên của Đường Thị, đây là danh thiếp của tôi. Cô có thể để cho tôi đi vào trước được không? Lý Huệ vừa nói vừa đưa tấm danh thiếp cho nhân viên. Nhân viên công tác hơi do dự, dù sao trước đó cũng chưa từng có trường hợp như vậy. Lý Huệ đột nhiên nghĩ đến biện pháp. Cô lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đến Đường Bảo Thiên, hơn nữa còn nhấn nút loa ngoài. Trên mặt cô không hề có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đang không ngừng cầu nguyện Đường Bảo Thiên nghe điện thoại. Ngay lúc Lý Huệ muốn từ bỏ thì điện thoại đã được kết nối. Alo. Giọng nói âm trầm từ bên kia điện thoại truyền đến. Lý Huệ vội vàng nói. Chủ tịch Đường, bây giờ tôi đã đến cuộc triển lãm bán hàng, nhưng bởi vì không có thư mời cho nên không đi vào được. Không biết khi nào trợ lý mới có thể đưa thư mời đến cho tôi. Buổi chiều, bên kia điện thoại, Đường Bảo Thiên hơi híp mắt lại. Anh lại bị Lý Huệ lấy ra làm giấy thông hành. Cảm ơn chủ tịch Đường, tôi biết rồi. Lý Huệ mỉm cười như chút được gánh nặng. Nhân viên công tác nhìn lướt qua danh thiếp Lý Huệ, sau đó ghi chép thông tin của cô lên một tờ giấy, rồi đưa cho cô một tấm thẻ chứng nhận tạm thời. Cô cứ đi vào trước đi, có chuyện gì thì tôi sẽ liên lạc lại cô. Vâng, cảm ơn. Lý Huệ biểu hiện rất bình tĩnh, đi vào bên trong. Vừa bước vào trong, cô tìm đến vị trí của tập đoàn Thắng Lợi, ngồi xuống ở chỗ gần bên bọn họ, sau đó lấy điện thoại ra,
nhắn một tin nhắn cho Đường Bảo Thiên. Xin lỗi chủ tịch, tôi cũng hết cách nên mới phải làm phiền anh. Ngay sau đó, cuộc triển lãm bán hàng cũng đã bắt đầu mở màn. Lý Huệ cũng cất điện thoại lại trong túi. Ròng rã gần một ngày, cô nhìn chằm chằm mấy người của tập đoàn Thắng Lợi. Chỉ là hôm nay cô không nhìn thấy Nguyễn Bảo Trung. Ngay lúc Lý Huệ ủ rũ chau mày, không biết nên làm thế nào để tiếp xúc với đối phương, thì có một người đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh cô. Thu thập tin tức không đủ dùng sao? Nguyễn Bảo Trung mặc chiếc áo sơ mi vàng nhạt, phối hợp với quần tây đen, lộ ra vẻ ưu nhã lại thành thục. Lý Huệ thấy rõ mặt của anh ta, gật đầu trả lời. Em vừa vào làm không lâu. Nhiệm vụ này đối với em mà nói là có chút khó khăn. Tại trong tiềm thức của Lý Huệ, cô chỉ xem Nguyễn Bảo Trung như là đàn anh và bạn bè, không có xem anh ta như là người của tập đoàn Thắng Lợi. Công ty em nghĩ rằng Thắng Lợi hủy hợp đồng nên mới phái em qua đây nhìn chăm chăm sao? Nguyễn Bảo Trung nhẹ nhàng nói. Lý Huệ gật gật đầu, không có phủ nhận. Buổi tối là thời gian tự do. Công ty anh trên cơ bản sẽ ở khu A lầu 2. Dứt lời, Nguyễn Bảo Trung đứng dậy đi đến ngồi bên tập đoàn Thắng Lợi. Lý Huệ phản ứng lại, vội vàng ghi chép lại tin tức này. Vừa vặn lúc này, triển lãm bán hàng tạm thời dừng lại. Mỗi đại biểu công ty đều rời khỏi chỗ, mà Lý Huệ chỉ có một mình. Cô cũng không biết đi nơi nào, đành mua chút đồ ăn giá rẻ ở phía lầu dưới, vội vàng ăn nhanh, sau đó đi đến thang máy bên ngoài triển lãm. Cô nhìn các bảng chỉ dẫn, đi thẳng đến khu A lầu 2, quả nhiên gặp được người của tập đoàn Thắng Lợi. Hơn nữa, xung quanh cũng không có đại biểu của những công ty khác. Lúc này quả thực là cơ hội tốt nhất. Lý Huệ không nói hai lời, trực tiếp bước qua. Chào các vị, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước thời gian không đúng, chưa kịp trò chuyện cùng với các vị. Kỳ thực công ty của chúng tôi đã sửa đổi và sáng tạo cái mới trong phương án hợp tác trước đây. Lý Huệ vừa nói vừa đưa phương án hợp tác đến trong tay bọn họ, nhưng một người trong đó không nể mặt, nói xen vào. Cô làm cái gì vậy? Bây giờ chúng tôi không muốn nói chuyện những thứ này. Tôi cũng hiểu, bây giờ chính xác không phải thời gian trò chuyện. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà phiền phức các vị nhìn một chút phương án đã sửa đổi. Phương án này có thể để cho công ty các vị tăng thêm 10% lợi ích trên cơ sở gốc. Hơn nữa chi phí còn không thay đổi. Lợi ích luôn luôn là điều mà người làm ăn quan tâm. 10%? Cô đang đùa tôi à? Người đại biểu này nhìn Lý Huệ từ trên xuống dưới, sau đó hử lạnh. Người tuổi trẻ bây giờ cái gì cũng dám nói. Trước đó chúng tôi nói chuyện với quản lý của Đường Thị Lâu như vậy, anh ta đã có mười mấy năm kinh nghiệm trong nghề, còn không kịp nhả ra. Một người mới như cô. Còn chưa dứt lời, ánh mắt của anh ta đã bị nội dung phương án hấp dẫn. Mới lạ, sáng chói. Phần phương án hợp tác này gần như hoàn mỹ, lại thêm có phương án phía trước để so sánh, hầu như hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Điều này xác thật là điểm mà trước đó chúng ta không hề nghĩ đến. Đúng vậy, nếu cứ làm như vậy, tăng thêm lợi ích 10% là còn ít. Không ngờ Đường Thị lại có nhân tài có thể nghĩ ra biện pháp này. Nhìn thấy biểu lộ vui vẻ trên mặt các đại biểu tập đoàn Thắng Lợi, Lý Huệ cảm thấy tất cả cực khổ những ngày qua đều rất đáng giá. Các vị, không bằng chúng ta đi vào trong rồi từ từ nói tiếp. Lý Huệ chủ động kéo cửa phòng họp ra, mỉm cười mời. Mấy vị đại biểu liếc nhìn nhau, thậm rãi đứng dậy nói. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không có việc gì, nên nghe xem cô nói thế nào vậy. Nếu có thể tăng thêm 10% lợi ích ngoài định mức, bọn họ lần này cũng sẽ có không ít thu hoạch. Sau khi trở về cũng là một công lớn, không có người sẽ từ chối chuyện tốt như vậy. Lý Huệ chính là nắm được tâm lý này nên mới thành công nắm giữ thế chủ động. Nguyễn Bảo Trung đi ở phía sau cùng, làm ra một động tác tay khen ngợi đối với Lý Huệ. Bởi vì trước đó đã chuẩn bị kỹ càng, tăng thêm 10% lợi ích trên cơ sở ban đầu. Tiếp đó Lý Huệ giới thiệu vô cùng bình tĩnh, giảng giải rõ ràng phương án hợp tác. Trong lúc này, không có người sẽ nghĩ rằng Lý Huệ chỉ là một nhân viên quèn trong Đường Thị. Dù sao có thể gánh chịu lượng công việc như vậy cũng đủ chứng minh cô là người quan trọng trong tập đoàn Đường Thị, mà mặt mũi của Đường Bảo Thiên bọn họ nhất định phải nể. Ngay khi Lý Huệ vừa giảng giải xong bộ phận đầu tiên thì cửa phòng họp đột nhiên được mở ra. Đường Bảo Thiên mang theo trợ lý Triệu Phương Hào xuất hiện ở cửa ra vào.
sau lưng còn có mấy nhân viên của tập đoàn Đường Thị, đều là người tham dự hạng mục lần này. Lý Huệ nhìn thấy Đường Bảo Thiên đã tới, nỗi lo lắng trong lòng dần biến mất, giống như chỉ cần có anh ở đây thì cô liền có thể không còn nguy hiểm vậy. Chủ tịch Đường, sao ngài lại tự mình? Các đại biểu tập đoàn thắng lợi nhao nhao đứng dậy, nắm tay chào hỏi Đường Bảo Thiên. Trước khi đến đây tôi đã thông báo với giám đốc thắng lợi. Lần hợp tác này sẽ do Lý Huệ quản lý hạng mục tóm tắt nội dung phương án hợp tác với các đại biểu của tập đoàn thắng lợi. Không biết là các vị có hài lòng với phương án hợp tác này không? Lý Huệ nghe vậy, trong lòng lột bột một tiếng, cô lúc nào trở thành quản lý hạng mục rồi? Hẳn là Đường Bảo Thiên bảo vệ cô, nói như vậy để tăng thêm tính quan trọng của cô. Vừa rồi, quản lý Lý có nói, phương án này là do đoàn đội của đội ngũ nhân viên tập đoàn Đường. Chẳng lẽ là một mình cô ấy làm sao? Các ý tưởng chính trong phương án đều do cô ấy nghĩ ra, nhưng mà cũng có nhân viên khác bổ sung. Dù sao Đường Thị cũng vô cùng coi trọng hạng mục lần này. Đường Bảo Thiên nhíu mày, không chút keo kiệt khen ngợi Lý Huệ. Sau đó anh quay qua nói với Lý Huệ, tiếp tục đi. Được. Lý Huệ nắm chặt phương án, bỗng nhiên không còn lo lắng như trước, giải thích rõ ràng bộ phận phía sau phương án hợp tác. Nửa tiếng sau, trong phòng họp triển lãm bán hàng, hai công ty lại một lần nữa ký kết hợp đồng. Đại biểu thắng lợi nói rằng sẽ lập tức bắt đầu hạng mục vào cuối tuần. Nghe được kết quả này, Lý Huệ cực kỳ hưng phấn. Cô kích động nhìn về phía Đường Bảo Thiên, nhưng chỉ thấy trên mặt anh vẫn là biểu hiện lạnh nhạt, căn bản không có bất kỳ cảm xúc gì khác. Cô liền nhếch môi, rời đi ánh mắt. Người của tập đoàn thắng lợi lần lượt rời khỏi phòng họp, nhưng có một người trong đó đi tới bên cạnh Lý Huệ. Biểu hiện vừa rồi của em rất tốt, anh đều không thể ngờ được bây giờ em lại lợi hại như vậy. May mắn là có anh hỗ trợ, không thì bây giờ hẳn là em còn đang khóc ở đâu cũng không chừng. Lý Huệ cười nhẹ nhõm. Lần sau em nhất định sẽ mời anh ăn một bữa cơm thật ngon. Nguyễn Bảo Trung nhíu mày, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, dịu dàng hỏi, không thì ngày hôm nay, vừa vặn là thời gian bữa tối. Lý Huệ sừng sốt, đang muốn đồng ý thì Đường Bảo Thiên ở bên cạnh ho nhẹ. Lý Huệ, đêm nay tăng ca ghi chép lại cuộc hội nghị rồi giao cho tôi. Được, chủ tịch Đường. Lý Huệ lập tức trả lời. Nguyễn Bảo Trung híp mắt nhìn về phía Đường Bảo Thiên. Chủ tịch Đường rất có con mắt nhìn người, Lý Huệ sẽ không để cho anh thất vọng. Phải vậy không? Tôi cũng không biết có chọn đúng hay không, chỉ hy vọng cô ấy có thể tập trung làm việc, sáng tạo càng nhiều lợi ích cho công ty là được. Đường Bảo Thiên nói bóng nói gió rằng Lý Huệ là người của Đường Thị, cho dù có hết giờ làm việc hay không thì đều phải nghe theo mệnh lệnh của anh, hoàn thành yêu cầu của anh. Còn việc ăn tối cùng người nào thì cũng phải nhìn xem Lý Huệ có rảnh hay không. Nghe được giọng nói âm trầm của Đường Bảo Thiên, Lý Huệ hoang mang không biết cô đã đắc tội anh khi nào. Hơn nữa rõ ràng cô đã thuận lợi hoàn thành công tác, cô chỉ đành mở miệng từ chối Nguyễn Bảo Trung. Anh Bảo Trung, hay là chờ lần sau đi, em phải đi xử lý công tác trước. Anh xem thời gian cũng không còn nhiều, em cũng phải đi ăn cơm chứ. Sau khi ăn xong, anh có thể tăng ca cùng với em mà. Dù sao hạng mục lần này cũng có phần của anh, em có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi anh. Nguyễn Bảo Trung cũng không hề từ bỏ, tiếp tục khuyên nhủ Lý Huệ. Nếu có sự hỗ trợ từ anh ta, nhất định sẽ làm ít công to. Mấy ngày nay Lý Huệ cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, tối hôm qua lại nhịn đến rạng sáng. Nếu đêm nay cô lại tăng ca mà nói, e rằng cô sẽ mệt mỏi suy sụp. Dạng này có thể làm phiền anh lắm hay không? Nghe được ý nghĩ này, cô có chút động lòng. Thế thì em nhất định phải mời anh ăn một bữa tiệc lớn mới được. Tốt lắm. Nụ cười trên mặt Nguyễn Bảo Trung càng nồng nặc, hai tay nắm chặt sau lưng cũng dần thả lỏng ra. Anh ta cũng không ngờ chỉ hẹn Lý Huệ ăn cơm mà anh ta lại có thể căng thẳng như vậy. Trong lúc hai người bọn họ chuẩn bị rời khỏi phòng họp thì Đường Bảo Thiên bỗng nhiên mở miệng. Giám đốc Nguyễn, tôi nghĩ bữa cơm này vẫn phải nên để đại biểu tập đoàn Đường Thị tôi mời anh. Nghe nói lần này giám đốc Nguyễn đã giúp không ít việc, nên Lý Huệ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện này cũng được. Nguyễn Bảo Trung hơi nhíu mày, ngay cả Lý Huệ đều kinh ngạc khá hốc mồm. Trong ấn tượng của bọn họ, Đường Bảo Thiên cũng không phải là loại người thông cảm nhân viên đến mức này mới đúng.
Bởi vì Nguyễn Bảo Trung muốn về khách sạn một chuyến, nên Lý Huệ và Đường Bảo Thiên cùng xe đi tới quán cơm trước. Trên đường, bầu không khí trên xe rất yên tĩnh. Lý Huệ cũng không biết ý nghĩ của Đường Bảo Thiên lúc này như thế nào, cô chỉ đành ngồi nghiêm chỉnh, không dám mở miệng nói nửa lời, thẳng đến khi giọng nói trầm ấm của Đường Bảo Thiên vang lên. Trước đó cô đã biết Nguyễn Bảo Trung đang làm ở tập đoàn Thắng Lợi rồi sao? Không có, ngày hôm qua tôi ngẫu nhiên gặp lại anh ấy tại cửa khách sạn. Cũng là lúc đó thì tôi mới biết anh ấy là giám đốc trong tập đoàn Thắng Lợi. Lý Huệ giải thích. Nghe thấy cô giải thích, sự lạnh lùng trong đôi mắt Đường Bảo Thiên dường như biến mất một chút. Chiếc xe lại đi thêm được một đoạn, Lý Huệ do dự hỏi. Chủ tịch Đường, sao anh cũng tới đây? Trước đó Triệu Phương Hào cũng không nói cho cô biết là Đường Bảo Thiên cũng tới. Nếu không, Lý Huệ chắc chắn sẽ không liều mạng chặn lại người của tập đoàn Thắng Lợi như vậy. Nếu như nói cho cô biết mà nói, cô còn có thể liều mạng như vậy sao? Đường Bảo Thiên đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên mặt cô. Làm rất tốt. Lúc đầu anh cũng không ngờ tới, nhưng khi Lý Huệ nhắn tin phương án mới cho Triệu Phương Hào, anh không thể không thừa nhận rằng Lý Huệ thực sự là một nhân tài ưu tú. Trước đó anh cũng tự nhủ, nếu như Lý Huệ có thể giải quyết người của tập đoàn Thắng Lợi thì anh sẽ xem xét thăng chức cho cô, mà không phải để cô ở lại làm một trợ lý phiên dịch nhỏ như hiện tại. Tập đoàn Đường Thị từ lúc thành lập đến nay vẫn luôn bồi dưỡng đối với nhân viên có năng lực, nhưng mà anh phải xác định xem Lý Huệ có đáng giá hay không. Nghe được lời khen ngợi của Đường Bảo Thiên, Lý Huệ cảm thấy bản thân giống như đang ở trên mây vậy, trong lòng phơi phới. Cảm ơn Chủ tịch Đường, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Trong đôi mắt Lý Huệ lúc này tràn đầy vui vẻ, nhẹ cong môi, lại nhỏ giọng hỏi thêm một câu. Vậy tối nay anh thực sự mời khách sao? Đường Bảo Thiên liếc mắt nhìn cô, sau đó hỏi lại. Bằng không thì cô có tiền sao? Tôi... Lý Huệ còn chưa kịp nói xong thì xe đã ngừng lại. Người đàn ông cũng bước xuống xe, chỉ còn lại một mình cô đang ngẩn ngơ. Đúng vậy, mình hiện tại còn chưa lo nổi bản thân, mà một bữa tiệc cao cấp cũng không rẻ. Lúc này điện thoại di động cô rung lên, là Nguyễn Bảo Trung nhắn tới, nói rằng anh ta sẽ mang theo một người bạn cũ. Lý Huệ có chút tò mò, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cất điện thoại lại trong túi, bước nhanh đuổi theo Đường Bảo Thiên. Bọn họ vừa ngồi xuống không bao lâu, Triệu Phương Ngào và Nguyễn Bảo Trung cũng đã đến, mà phía sau Nguyễn Bảo Trung còn có một thân hình xinh đẹp, mà Lý Huệ cũng chính xác nhận biết người này. Lệ Như, bạn ở cùng ký túc xá trong đại học với Lý Huệ. Trước kia quan hệ giữa bọn họ cũng không tệ lắm, chỉ là sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc gì. Lý Huệ, là cậu thật sao? Lệ Như hô lên, kích động chạy tới bên cạnh Lý Huệ, kéo kéo cánh tay của cô. Mấy năm nay cậu đi nơi nào? Sao lại không hề có bất kỳ tin tức gì vậy? Nếu như hôm nay không phải anh Bảo Trung tìm được cậu, cậu có phải muốn trốn cả đời hay không? Sao lại thế? Nụ cười trên mặt Lý Huệ hơi có chút lúng túng. Cô cũng không muốn trốn, nhưng càng hy vọng không gặp phải người quen. Có rất nhiều chuyện cô cũng không có cách nào để giải thích. Ví dụ như vì sao lại rời khỏi thành phố Hải Châu, vì sao bên cạnh lại có một đứa bé 6-7 tuổi, bố của đứa bé. Cô cũng không có cách nào trả lời những vấn đề này. Ngồi xuống trước đã, từ từ rồi trò chuyện sau. Nguyễn Bảo Trung cười nói. Lý Huệ, Đệ Như bây giờ cũng là nhân viên của công ty bọn anh, hôm nay vừa vặn tới thành phố Đức Cơ. Vậy sao? Lý Huệ gật đầu một cái, cảm nhận được sự dịu dàng ôn nhu trong giọng nói của Nguyễn Bảo Trung dành cho Lý Huệ. Trong đôi mắt của Lệ Như chợt lóe qua vẻ cô đơn, nhưng tiếp đó nói đùa. Lý Huệ, cậu thấy không? Nhiều năm rồi mà anh Bảo Trung vẫn còn luôn nhớ mong cậu đó. Vừa rồi ở trên xe còn không ngừng khen cậu nữa cơ. Lý Huệ cũng chỉ nhếch môi cười mỉm. Xin hỏi quý khách gọi món nào ạ? Nhân viên phục vụ đi tới hỏi thăm. Đường Bảo Thiên và Nguyễn Bảo Trung đồng thời nhìn nhau. Lý Huệ, gọi món ăn đi. Đường Bảo Thiên trực tiếp đưa menu tới trước mặt Lý Huệ. Tôi chọn sao? Lý Huệ sừng sốt, nhưng lập tức nghe lời cầm menu lên, chọn một chút món ăn hợp khẩu vị số đông, sau đó lại chọn thêm một chút món thanh đạm. Lệ Như ở bên cạnh chống cằm nhìn xem, bỗng nhiên chỉ vào món canh chua cá lóc. Cho một phần này đi,
Anh bảo Trung sợ rằng không ăn kem là không vui. Lý Huệ, cậu sẽ không quên đó chứ? Lệ Như nháy nháy mắt, nhỏ giọng hỏi. Khi còn ở đại học, anh bảo Trung vẫn luôn chăm sóc chúng ta, thường xuyên đi đến quán ăn gần trường. Tôi không ăn canh. Đường Bảo Thiên ngồi ở bên phải Lý Huệ, mở miệng giải vây giúp cô, sau đó liếc mắt ra hiệu Triệu Phương Hào. Lý Huệ đang là trợ lý của chủ tịch Đường, kiêm quản lý hạng mục. Cô ấy biết rõ yêu thích của chủ tịch Đường hơn cả tôi. Triệu Phương Hào hiểu ý cười nói. Không khí trong bàn ăn lúc này nhìn có vẻ sóng êm gió lặng, nhưng lại càng muốn kìm nén hơn cả bầu không khí trong phòng họp vừa rồi. Vậy sao? Lệ Như giật mình ngẩn người. Cô ta không nghĩ rằng Đường Bảo Thiên sẽ mở miệng nói chuyện giúp Lý Huệ. Nguyễn Bảo Trung ngồi ở một bên khác, trên mặt xoẹt qua một tia phức tạp không dễ phát hiện. Sau khi món ăn đều được bưng lên, Đường Bảo Thiên vẫn luôn lạnh mặt, thỉnh thoảng sai bảo Lý Huệ gắp đồ ăn thức uống cho anh. Thời điểm đi phòng vệ sinh, Lệ Như kéo tay Lý Huệ, nhỏ giọng hỏi. Lý Huệ, chủ tịch Đường của cậu vẫn luôn đối xử với cậu như vậy sao? Sao tôi có cảm giác cậu không giống trợ lý của anh ấy, mà càng giống như người hầu nhà anh ấy vậy? Đây đều là việc trợ lý phải làm. Hơn nữa, anh ấy cũng không có mệnh lệnh gì quá đáng. Lý Huệ cúi đầu rửa tay. Phải không? Nếu như tôi là cậu á, hẳn tớ sẽ không chịu được kiểu sai vặt này đâu. Bình thường ở công ty đều là anh Bảo Trung che chở cho tớ, giống như lúc đi học vậy. Các đồng nghiệp cũng không dám ức hiếp tớ. Lệ Như nhắc tới Nguyễn Bảo Trung, trong ánh mắt dường như tràn ngập ngôi sao lấp lánh. Lý Huệ gật đầu. Nguyễn Bảo Trung chính xác là một người rất biết chăm sóc người khác. Mà đúng rồi Lý Huệ, cậu kết hôn rồi sao? Lý Huệ bỗng nhiên ngơ ngác, trên mặt tràn đầy biểu lộ không được tự nhiên. Sao vậy? Tớ chỉ hỏi một chút mà thôi. Dù sao thì rất nhiều bạn bè của chúng ta đều đã kết hôn và sinh con rồi. Tớ vẫn chưa. Lý Huệ giật giật khóe môi, sắc mặt khôi phục bình thường. Lệ Như cười híp mắt. Không phải chứ, cậu xinh đẹp như thế mà lại còn có năng lực. Chẳng lẽ trong công ty cậu không có người theo đuổi cậu sao? Không có. Còn cậu thì sao? Lý Huệ thuận miệng hỏi lại. Lệ Như dí dỏm thẻ lưỡi. Tớ còn đang chờ đây, chờ xem khi nào người kia mới có thể nhìn đến tớ. Vừa nói chuyện, cô ta vừa nhìn về phía phòng ăn, còn cười híp mắt giới thiệu. Công ty tớ có rất nhiều đàn ông độc thân, điều kiện cũng không tệ. Ngày khác tớ sẽ giới thiệu cho cậu nhận biết nhé. Lý Huệ vừa muốn từ chối, vừa vặn Đường Bảo Thiên từ gian phòng bên cạnh đi ra. Anh đi thẳng về phía bọn họ, ánh mắt lạnh lùng. Lát nữa cô trở về khách sạn làm thêm giờ, phải gửi báo cáo cho tôi trước 12 giờ. Dứt lời, anh trực tiếp đi vào thang máy. Ngay sau đó, Triệu Phương Hào cũng đi ra, thấy Lý Huệ vẫn đang đứng sững sờ tại chỗ, anh ta hỏi. Cô không đi sao? Bữa cơm này cũng ăn không sai biệt lắm. Cô nghĩ rằng bản thân vẫn chưa quen cuộc sống nơi đây, cô vẫn nên đi xe cùng Đường Bảo Thiên trở về khách sạn là tốt nhất. Nguyễn Bảo Trung nhìn xem bóng lưng Lý Huệ rời đi, như có điều suy nghĩ thở dài. Thấy tâm tình của anh ta không tốt, Lệ Như đi tới. Anh Bảo Trung, có phải anh đang lo lắng cho Lý Huệ không? Vừa rồi em đã trò chuyện với cậu ấy một lát, bây giờ cậu ấy vẫn còn đang độc thân. Em muốn giới thiệu anh Trịnh trong công ty của chúng ta với cậu ấy, anh cảm thấy thế nào? Giới thiệu đối tượng cho cô ấy. Nguyễn Bảo Trung hơi nhíu mày, nụ cười trên mặt biến mất, hiện ra một chút lạnh lùng. Cô ấy có ý nghĩ này sao? Đương nhiên rồi, bạn bè bọn em gần như đều kết hôn. Lý Huệ chắc chắn cũng hy vọng có người bảo vệ cậu ấy. Em nghĩ rằng cậu ấy sẽ phù hợp với anh Trịnh. Lát nữa trở về, em phải gọi điện thoại cho anh Trịnh mới được. Lệ Như nói xong, kéo cánh tay Nguyễn Bảo Trung đi ra ngoài. Anh Bảo Trung, vừa rồi em ăn hơi no, anh đi dạo với em một lát được không? Không được, đã trễ thế này rồi, không tiện cho lắm. Em đi về khách sạn trước đi. Nguyễn Bảo Trung nói như thế, rút tay từ trong tay Lệ Như ra. Do đã trễ như vậy nên em mới muốn anh đi dạo cùng với em cho an toàn đó. Anh Bảo Trung, anh nên đi dạo với em đi. Lệ Như cố ý làm nũng. Thực sự không được. Đêm nay Lý Huệ phải làm báo cáo, mà em ấy vừa mới tiếp xúc hạng mục, sẽ gặp phải khó khăn. Anh... Có thể gặp khó khăn gì chứ? Hơn nữa em thấy vị chủ tịch Đường kia chăm sóc Lý Huệ rất tốt,
dáng dấp lại còn đẹp trai, anh ấy sẽ đích thân đi tới phòng của Lý Huệ để hỗ trợ cũng không chừng. Nguyễn Bảo Trung suy nghĩ về lời nói của Lệ Như, sắc mặt có chút phức tạp. Một bên khác, sau khi trở về khách sạn, Lý Huệ vội vàng trở về gian phòng viết báo cáo. Mặc dù cô đã rất cố gắng, nhưng mỗi lần giao lên thì Đường Bảo Thiên đều không hài lòng. Nội dung không hoàn thiện, kết luận không đủ tỉ mỉ, đổi cái khác. Lý Huệ có kiên nhẫn hơn nữa thì cũng không chịu được chuyện sửa chữa tới lui như thế. Cuối cùng cô không thể làm gì khác, chỉ đành ở lại gian phòng của Đường Bảo Thiên để sửa chữa, thuận tiện để cho anh kiểm tra. Gian phòng của Đường Bảo Thiên là phòng lớn thư vụ. Lý Huệ ngồi ở bàn đọc sách bên ngoài, Đường Bảo Thiên thì ở bên trong làm việc. Đường Bảo Thiên pha tách cà phê rồi đi ra, nhìn thấy Lý Huệ đã ngủ quên, anh chậm rãi thả nhẹ bước chân. Thả ly cà phê xuống, anh cầm một cái chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người Lý Huệ, rồi ngồi xuống phía đối diện, nhìn cô rất lâu. Thẳng đến khi điện thoại Lý Huệ rung lên, cô mới giật mình tỉnh giấc. Chủ tịch Đường, tôi có phải đã ngủ tiếp đi hay không? Lý Huệ vuốt tóc, lấy điện thoại ra xem xét, bây giờ đã qua 12 giờ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt Đường Bảo Thiên còn lạnh lùng hơn bình thường mấy phần. Lý Huệ vội vàng đứng dậy, không ngừng xin lỗi. Thực sự xin lỗi chủ tịch Đường, tôi đã làm phiền anh nghỉ ngơi. Bây giờ tôi trở về phòng tôi sửa chữa, sáng sớm ngày mai nhất định sẽ giao cho anh. Đường Bảo Thiên uống một hớp cà phê, cũng không biểu lộ gì, chỉ khoát khoát tay áo. Lý Huệ cắn chặt môi, ôm notebook rời đi. Đường Bảo Thiên nhìn xem dáng vẻ vội vàng rời đi của Lý Huệ, khóe miệng giật dần cong lên ý cười. Sau khi Lý Huệ trở về phòng, cô lăn đùng xuống giường đi ngủ. Trời còn tờ mờ sáng liền thức dậy, tiếp tục sửa chữa báo cáo. Nhưng khi cô cầm bản báo cáo đi đến phòng của Đường Bảo Thiên thì không biết anh đã rời đi từ khi nào. Triệu Phương Hào đang muốn đi ăn sáng, nhìn thấy Lý Huệ thì tiện thể nhắc nhở. Sáng nào chủ tịch Đường cũng chạy bộ thể dục, bây giờ anh ấy chắc là đang ở bãi cát phía sau khách sạn. Lý Huệ gật đầu một cái, cúi đầu nhìn bản báo cáo hỏi. Vậy cái này... Nhưng mà Triệu Phương Hào đã đi về phía phòng ăn, Lý Huệ chỉ đành trở về gian phòng, suy nghĩ lại chuyện cô đã lỡ ngủ thiếp đi vào tối hôm qua. Có phải là mình cần giải thích một chút với Đường Bảo Thiên hay không? Ngay khi Lý Huệ đi đến bãi cát, ở phía xa thì cô nhìn thấy Đường Bảo Thiên đang mặc bộ đồ thể thao màu đen ôm sát người, lộ ra cơ bụng sáu múi, eo cá mập, tuyến nhân ngư, hoàn toàn không thua nam minh tinh ở Hải Châu. Lý Huệ âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, chẳng trách Du Minh Nhi và Diệp Kiều đều liều mạng nhảy vào trên thân Đường Bảo Thiên. Ngay khi cô đang ngây người thì có một mỹ nữ mặc bikini chủ động ngăn cản lại Đường Bảo Thiên. Anh chàng đẹp trai, có thể làm phiền anh bôi kem chống nắng giúp tôi được không? Thậm chí tay của cô ta đã đặt lên bả vai của Đường Bảo Thiên. Lý Huệ theo bản năng lùi về phía sau. Loại thời điểm này, cô hẳn là nên biết điều mà tránh đi, để tránh ảnh hưởng tới Đường Bảo Thiên. Nhưng cô còn chưa kịp lùi trở về thì Đường Bảo Thiên đã đi đến kéo cổ tay cô lại. Tiếp đó là giọng nói ôn nhu của anh vang lên. Sao lại dậy sớm như thế mà không ngủ thêm một chút nữa? Lý Huệ trợn tròn mắt, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai đang ở rất gần kia. Rất muốn hỏi lại rằng, không phải anh muốn nhìn bản báo cáo sao? Không đúng. Lý Huệ ngẩng đầu nhìn thấy mỹ nữ kia đang ghen tị nhìn chằm chằm về phía bên này. Cô chợt hiểu rõ, mím chặt môi mỏng. Thì ra là cô đang bị Đường Bảo Thiên lợi dụng. Đi ăn điểm tâm thôi. Đường Bảo Thiên vừa nói vừa ôm bả vai Lý Huệ đi vào khách sạn. Chủ tịch Đường, anh có thể thả tay tôi ra được rồi. Khi vào khách sạn, Lý Huệ tức giận lẩm bẩm. Cho dù ai bị lợi dụng dạng này thì đều sẽ tức giận. Đường Bảo Thiên nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý. Trước đó không phải cô cũng lợi dụng qua tôi sao? Chúng ta hòa nhau. Lý Huệ tức đến nghẹn lời. Cô vì hoàn toàn nhiệm vụ nên mới lợi dụng Đường Bảo Thiên một chút. Làm sao đến chỗ của anh lại biến thành lợi dụng cô cản số đào hoa rồi? Lý Huệ chép miệng, vừa suy nghĩ mất hồn mất vía, vừa đi theo sau Đường Bảo Thiên. Vừa ngẩng đầu lên, cả người cô đã trực tiếp đụng vào lưng anh. Chủ tịch Đường, sao anh lại đột ngột dừng lại rồi? Lý Huệ nhìn về phía tầm mắt Đường Bảo Thiên, cô mới phát hiện Nguyễn Bảo Trung đang ngồi trong phòng chờ khách sạn với hai phần bữa sáng. Nghe được âm thanh Lý Huệ, Nguyễn Bảo Trung cũng vừa vặn xoay người lại, nhìn thấy Đường Bảo Thiên và Lý Huệ ở cùng một chỗ.
Sắc mặt của anh ta có chút giật mình và ngạc nhiên, nhưng sau đó đã thay bằng nụ cười ôn hòa. Lý Huệ, em đã ăn sáng chưa? Nguyễn Bảo Trung không nhìn thẳng Đường Bảo Thiên. Em còn chưa ăn. Thế thì vừa vặn, ăn chung thôi. Bữa sáng bên thành phố Đức Cơ này hẳn sẽ khiến em ngạc nhiên. Lý Huệ cũng không ngờ rằng anh ta tới đây vào sáng sớm chỉ vì muốn đưa cô bữa sáng. Trong lúc nhất thời, trong lòng cô có chút buồn vô cớ. Cô ước gì có thể quay trở về thời đại học, có thể sống một cách vô tư vui sướng, không cần quan tâm về tiền bạc, không cần suy nghĩ về tương lai. Điều cô không có chú ý tới là sắc mặt của Đường Bảo Thiên đã rất âm trầm. Anh đi qua giữa hai người bọn họ, thẳng về phía phòng ăn. Lý Huệ nhìn xem bóng lưng của anh, hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi còn rất tốt, sao cô lại có cảm giác bây giờ anh đang tức giận rồi? Lý Huệ, chúng ta đi ra phía ngoài ăn sáng thôi. Nguyễn Bảo Trung nở nụ cười ôn hòa nói. Cảm ơn anh, thực sự là làm phiền anh rồi. Lý Huệ vội vàng trả lời. Nguyễn Bảo Trung híp mắt, vẻ mặt có chút trịnh trọng. Nếu như em thực sự cảm thấy như vậy, thì sau này hãy gọi anh là anh Trung. Như vậy được không? Lý Huệ ngại ngùng nhìn anh ta. Dù sao, Nguyễn Bảo Trung thấy cô do dự, ra vẻ tức giận hỏi. Không được sao? Không, không phải. Lý Huệ bật cười nói. Vậy sau này em sẽ gọi anh là anh Trung. Được rồi, ăn sáng thôi. Nguyễn Bảo Trung che giấu vẻ vui mừng trên mặt. Có một số việc không thể nóng vội, nhất là đối với Lý Huệ. Anh ta không muốn quá mức hù đến cô. Lúc này Đường Bảo Thiên đang ngồi ở phòng ăn bên cửa sổ, trước mặt chỉ có một mảnh bánh mì nướng, đang suy nghĩ ngẩn người. Một người phụ nữ đã có con lại dám công khai cùng nam quản lý của công ty hợp tác. Vị giám đốc Nguyễn này thật đúng là quan tâm, cố ý lái xe hơn nửa tiếng đến đây chỉ để đưa bữa ăn sáng cho Lý Huệ. Bọn họ không phải là đang hẹn hò đấy chứ? Nhìn thấy Đường Bảo Thiên đang ngồi một mình, Triệu Phương Hào đi đến trò chuyện, giọng nói có chút tò mò. Hẹn hò, hai chữ này khiến sắc mặt Đường Bảo Thiên càng khó coi thêm. Triệu Phương Hào cũng không chú ý tới vẻ mặt của Đường Bảo Thiên mà tiếp tục nói. Hôm qua tôi nghe nói bọn họ là bạn bè thời đại học, e rằng giám đốc Nguyễn này đã có mưu đồ từ lâu à? Đường Bảo Thiên nắm chặt tay ly cà phê, hai mắt lộ ra ý lạnh. Một giây sau, Triệu Phương Hào liền gây dại. Anh ta cảm giác không khí xung quanh đều lạnh xuống. Chủ tịch Đường, hôm nay có sắp xếp gì không? Triệu Phương Hào cẩn thận hỏi thăm. Tăng ca. Đường Bảo Thiên lạnh lùng phun dài chữ, uống hết ly cà phê, đứng dậy đi ra ngoài. Triệu Phương Hào nhíu mày, hoang mang không hiểu. Hợp đồng cũng đã ký xong, thì còn việc gì để tăng ca chứ? Lý Huệ và Nguyễn Bảo Trung vừa ăn điểm tâm, vừa hàn huyên rất nhiều chuyện trước kia. Bởi vì những đề tài chung nhau, tâm tình Lý Huệ cũng buông lỏng rất nhiều. Anh Trung, em thật không ngờ anh lại còn nhớ rõ như vậy đó. Lý Huệ nở nụ cười tươi. Lý Huệ, hôm nay nếu như em không có bận gì thì chúng ta có thể cùng nhau đi tới triển lãm Viện Bảo tàng Mỹ thuật ở gần đây cho hết thời gian. Đây mới chính là mục đích chính của Nguyễn Bảo Trung. Em thật ngại quá. Em nhận cú điện thoại. Lý Huệ đang định đồng ý thì điện thoại di động của cô vang lên. Cô vừa bắt máy liền nghe Triệu Phương Hào nói rằng hôm nay cô phải tăng ca. Hơn nữa Đường Bảo Thiên còn muốn đi tham quan căn cứ hạng mục, bảo cô 5 phút sau đến cửa khách sạn. Gấp như vậy sao? Lý Huệ hơi kinh ngạc. Vừa rồi Đường Bảo Thiên còn đang ăn điểm tâm. Tôi cũng không biết, dường như tâm tình của chủ tịch hôm nay không được tốt. Mà tóm lại thì cô cũng mau lên đi. Dứt lời, Triệu Phương Hào trực tiếp cúp máy. Lý Huệ đành phải xin lỗi Nguyễn Bảo Trung. Xem ra em không thể đi xem triển lãm cùng với anh được rồi. Không bằng anh cùng với Lệ Như đi thôi. Em đi lên trước đây. Cảm ơn về bữa sáng của anh. Không sao. Nguyễn Bảo Trung đưa mắt nhìn Lý Huệ rời đi, vẻ ôn hòa trên mặt cũng dần biến mất. Anh ta hơi nhíu mày lại, nghe đồn Đường Bảo Thiên chưa từng rời ra thành phố Hải Châu cùng nữ nhân viên. Lý Huệ xem như là một ngoại lệ sao? Rốt cuộc vị chủ tịch Đường này có ý tưởng gì với Lý Huệ? Trên xe thương vụ, Lý Huệ cảm thấy bầu không khí thực sự quá khó chịu, nên muốn kiếm chút chuyện gì để làm. Chủ tịch Đường, Triệu Phương Hào không đi cùng với chúng ta sao? Đường Bảo Thiên lạnh lùng phun ra một chữ.
Lý Huệ khẽ giật mình. Vậy chúng ta đi căn cứ hạng mục để làm gì? Là đơn giản tham quan hay là... Đến đó cô sẽ biết. Nói xong câu này, Đường Bảo Thiên trực tiếp nhắm mắt lại. Bầu không khí lại trở nên lúng túng một lần nữa. Cô âm thầm thở dài một hơi. Thôi được rồi, dù sao Đường Bảo Thiên cũng là sếp, cứ làm theo ý của sếp là được. Lý Huệ quay đầu nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy có chút say xe, nên kiếm một tư thế thoải mái dễ chịu rồi ngủ tiếp đi. Đường Bảo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Lý Huệ đang dựa vào trên vai anh. Trên mặt cô bị sợi tóc cản trở, gương mặt trắng nõn hơi hơi tái nhợt, còn có đôi môi từng bị anh hôn qua trong đêm kia. Lý Huệ, suốt cuộc thì cô có ý thức đề phòng hay không vậy? Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Nửa tiếng sau, Lý Huệ tỉnh dậy, lười biếng duỗi thẳng người. Đã rất lâu rồi cô không có ngủ thoải mái đến như vậy. Nhưng khi tỉnh hẳn lại, cô mới chợt giật mình, nhớ ra bản thân cô còn đang trên đường tới căn cứ hạng mục cùng với Đường Bảo Thiên. Cô lập tức ngồi thẳng người lại, khẩn trương nhìn phía xung quanh. Xe đã dừng lại trên đường. Chủ tịch Đường, thật xin lỗi, vừa rồi tôi quá mệt nên lỡ ngủ tiếp đi. Lý Huệ, ở trong mặt một người đàn ông mà cô lại thản nhiên nghỉ ngơi như vậy, cô làm chuyện gì cũng không nghĩ đến hậu quả sao? Gò má Lý Huệ hơi nóng lên, ngại ngùng nói. Tôi cũng không có cố ý. Thấy vẻ mặt hốt hoảng của Lý Huệ, Đường Bảo Thiên mặt không cảm xúc nhắc nhở. Nhớ kỹ thân phận, sau này không nên tái phạm sai lầm như vậy. Tôi biết rồi, chủ tịch. Lý Huệ mím chặt môi, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Đúng là cô không nên buông lỏng như vậy. Đường Bảo Thiên ném chìa khóa xe cho cô. Tài xế tạm thời xin nghỉ, cô tôi lái xe đi. Lý Huệ khẽ thở dài, siết chặt chìa khóa xe như có điều suy nghĩ. Cô khởi động xe, đưa Đường Bảo Thiên đến căn cứ hạng mục. Dưới sự giảng giải của nhân viên tiếp đãi, Lý Huệ mới biết được một mảnh biển hoa trước mắt đều là căn cứ nghiên cứu của xí nghiệp nước hoa dưới quyền tập đoàn Đường Thị. Nhìn công xưởng cơ giới hóa tân tiến trước mắt, cô cũng không cảm thấy khô khan nhàm chán, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Cô không ngừng đi nhìn chung quanh mà vẫn cảm thấy hoa cả mắt. Chủ tịch Đường, bên này là loại nước hoa được dự đoán sẽ bán chạy trong cuối năm. Từ mặt ngoài hay là mùi vị đều là cao cấp. Giám đốc tiếp tục giới thiệu, còn để nhân viên làm việc chiết xuất ra tới. Nhân viên làm việc hiểu ý, lập tức để cho Lý Huệ dùng thử. Lý Huệ còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm giác được một mùi thơm quấn ở bên người. Cảm giác này giống như đặt mình vào trong biển hoa mà lại không thấy một điểm nồng nào, hơn nữa còn vô cùng dễ chịu. Cảm giác thế nào? Giám đốc cười hỏi. Lý Huệ gật gật đầu. Cho tới bây giờ tôi đều chưa từng ngửi qua mùi thơm này. Mùi thơm này rất có ý vị, khiến cho người ta say mê. Cô lại không nhịn được mà ngửi nhiều vài lần, bộ dạng giống như một con mèo ham chơi vậy, dễ thương mà không mất linh hoạt. Ánh mắt Đường Bảo Thiên rơi vào trên người cô, trong đôi mắt chợt lóe lên vẻ ôn nhu. Hai người bọn họ tốn gần một ngày ở căn cứ mới rời đi. Lúc Đường Bảo Thiên mang Lý Huệ rời đi, cô còn đặc biệt đến biển hoa chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Đường Bảo Thiên cũng không vội trở về, nên đứng ở cửa nhìn xem cô. Chủ tịch Đường, đây là phần sản phẩm nước hoa kia. Chẳng qua là phần nước hoa này còn chưa được đặt tên. Đường Bảo Thiên nhìn hình ảnh hoa hải lý xinh đẹp kia liền bảo. Thế thì gọi là say mê đi. Được, tôi sẽ lập tức ghi tên. Dự tính tháng sau là có thể đưa ra thị trường. Giám đốc mỉm cười nói. Trên đường trở về, tâm tình Lý Huệ vô cùng tốt, lái xe cũng đặc biệt vững vàng. Đường Bảo Thiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hai mắt nhìn xem Lý Huệ, khóe miệng cũng hơi cong lên. Vừa vặn lúc này, điện thoại di động của Đường Bảo Thiên vang lên. Đường Bảo Thiên liếc nhìn màn hình, sắc mặt hơi trầm xuống. Anh vừa bắt máy, bên kia điện thoại liền truyền tới âm thanh dò hỏi của ông cụ Đường. Sao cháu đi công tác mà không nói cho ông biết? Tạm thời quyết định, cho nên chưa kịp nói. Đường Bảo Thiên thành thật trả lời. Không cần hỏi thì anh cũng biết, nhất định là Hạ Kiều Anh không tìm được anh nên mới đi tìm ông cụ Đường. Loại chuyện này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, cho dù Đường Bảo Thiên luôn tha thứ, nhưng trong lòng anh cũng không khỏi có vài phần tức giận. Đừng nói những thứ này với ông. Lúc nào thì cháu trở về?
ông có chuyện tìm cháu. Ông cụ Đường vừa dứt lời liền ho khan hai tiếng. Có chuyện gì ạ? Giọng nói của Đường Bảo Thiên vẫn bình thản như cũ. Ông phải đi viếng thăm nhà hả? Lần nào cũng chỉ có một mình ông. Lần này cháu hãy đi cùng với ông đi. Khi nào cháu trở lại thì nói với ông. Ông sẽ sắp xếp. Không chờ Đường Bảo Thiên trả lời, ông cụ Đường đã vội vàng cúp máy. Đường Bảo Thiên hơi nhíu mày lại, sắc mặt hơi trầm xuống. Cho đến khi trở về khách sạn, Đường Bảo Thiên cũng không nói một lời, đi thẳng về phòng. Triệu Phương Hào ở trong hành lang gặp phải bọn họ, có chút tò mò hỏi Lý Huệ. Chủ tịch sao vậy? Tôi cũng không biết nữa. Sau khi nhận cuộc điện thoại thì như vậy. Lý Huệ lắc đầu trả lời. Tôi đã đặt bữa tối cho hai người, đã đưa đến phòng của cô rồi. Triệu Phương Hào nói. Vậy thì tốt quá, tôi cũng đang đói bụng. Lý Huệ nói tiếng cảm ơn rồi bước nhanh về phòng. Triệu Phương Hào đi đến gian phòng Đường Bảo Thiên, hỏi xem khi nào trở về để đi đặt vé máy bay. Không ngờ Đường Bảo Thiên chỉ nói hai chữ. Tuần sau. Triệu Phương Hào ngơ ngác, nghĩ rằng công việc đã hoàn toàn tiến hành xong xuôi, nên vẫn đứng im nhìn Đường Bảo Thiên. Có vấn đề gì sao? Đường Bảo Thiên ngước mắt nhìn về phía anh ta, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Không, không có gì. Triệu Phương Hào cũng không dám hỏi gì thêm, lo sợ lui ra khỏi phòng. Nhìn phía xa, Lý Huệ và Nguyễn Bảo Trung cùng đi vào thang máy. Một giây kế tiếp, Đường Bảo Thiên kéo cửa phòng ra. Lý Huệ đâu rồi? Anh nghĩ đến Lý Huệ còn phải chăm sóc đứa bé. Nếu như cô muốn về sớm, anh sẽ để cho Triệu Phương Hào đặt trước vé máy bay cho cô. Triệu Phương Hào cũng không biết nên trả lời thế nào, đành chỉ tay về phía thang máy. Lý Huệ vừa mới đi ra ngoài cùng với giám đốc Nguyễn của tập đoàn Thắng Lợi. Đường Bảo Thiên nhíu chặt lông mày, lạnh giọng nói. Đặt vé máy bay vào ngày mai. Dứt lời, Đường Bảo Thiên đóng cửa lại. Triệu Phương Hào đứng ngơ ngác trong hành lang, nửa ngày không có phản ứng gì. Gần đây tính tình của chủ tịch bọn họ làm sao lại thất thường như vậy. Đêm khuya, Nguyễn Bảo Trung đưa Lý Huệ trở về khách sạn. Lý Huệ, cảm ơn em đã đi mua lễ vật cùng với anh. Em cũng không giúp được gì, hy vọng là bác gái sẽ thích. Lý Huệ mỉm cười. Thời gian cũng không còn sớm nữa, anh cũng mau trở về đi. Nguyễn Bảo Trung nhìn cô xoay người rời đi, bỗng nhiên gọi cô một tiếng. Lý Huệ, anh có chuyện muốn hỏi em một chút. Nguyễn Bảo Trung ấp ba ấp úng, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Lý Huệ. Chuyện gì thế anh? Em cảm thấy anh nên trở về thành phố Hải Châu phát triển không? Giọng nói của Nguyễn Bảo Trung rất trịnh trọng. Em cũng mới trở về Hải Châu không bao lâu, nên cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng mà năng lực của anh xuất sắc như vậy, hẳn cũng không tệ chứ. Sắc mặt của Nguyễn Bảo Trung thả lỏng hơn rất nhiều. Thôi em lên trước, anh trở về cẩn thận, tạm biệt. Lý Huệ khoát khoát tay, xoay người đi vào trong khách sạn. Nguyễn Bảo Trung một mực đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cô đi xa, hai tay dần dần nắm chặt lại. Trước kia không có nắm chắc cơ hội, lần này anh ta sẽ không để lỡ. Bởi vì phải triển khai nghiệp vụ ở thành phố Hải Châu, tập đoàn Thắng Lợi dự định mở một chi nhánh ở phía đông Hải Châu. Vị trí và tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp xong xuôi, nội bộ công ty cũng đang chọn người. Nếu không phải gặp lại Lý Huệ, e rằng Nguyễn Bảo Trung cũng sẽ không động lòng trong chuyện này. Vốn dĩ anh ta muốn ở lại thành phố Đức Cơ, nhưng mà bây giờ đã có chuyện ngầm ảnh hưởng đến lựa chọn của anh ta. Lý Huệ vừa ra khỏi thang máy, liền thấy hai thân ảnh cách đó không xa. Anh Đường, anh có sao không? Một giọng nữ dịu dàng ngọt ngào vang vọng trong hành lang. Anh Đường. Lý Huệ nhìn sang, chỉ cảm thấy bóng lưng người đàn ông kia cực kỳ giống Đường Bảo Thiên. Bộ dạng anh đi đường có chút lung lay. Cô còn ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người bọn họ. Lý Huệ đột nhiên cảm thấy hơi bực bội, theo bản năng xoay người muốn rời đi. Bỗng nhiên cô nghe được tiếng thét chói tai từ người phụ nữ kia. Anh Đường. Nghe vậy, Lý Huệ vội vàng bước tới hỏi. Sao vậy? Một tay Đường Bảo Thiên chống vách tường, sắc mặt hơi khó coi, hơn cả người dường như mất ý thức. Người phụ nữ kia sợ hãi nức nở. Tôi chẳng qua là uống hai ly cùng với anh ta mà thôi. Chỉ hai ly rượu sao? Lý Huệ có chút im lặng. Chẳng lẽ Đường Bảo Thiên lại bị người nào khác tính kế? Người phụ nữ không quá cao hứng lẩm bẩm.
Cô hẳn là trợ lý của anh ta đúng không? Vậy tôi giao anh ấy cho cô. Cũng đừng tới tìm tôi nữa. Là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thắng Lợi kêu tôi tới bồi dưỡng anh ấy. Thật mất hứng mà. Dứt lời, người phụ nữ kia liền lắc eo rồi đi. Lý Huệ lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Phương Hào, nhưng mà gọi bao nhiêu cuộc cũng không ai bắt máy. Cô chỉ biết buông tiếng thở dài, cố sức đỡ Đường Bảo Thiên dậy, nhưng mà cô lại không biết mật mã phòng của anh, đành phải mang anh về phòng cô. Cho đến khi đóng cửa lại, Lý Huệ mới thở phào nhẹ nhõm. Trên người cô toàn là mồ hôi. Quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang say rượu nằm trên giường, cô nhíu mày. Thật là chủ tịch tập đoàn Đường Thị, thế mà lại uống rượu kém như vậy. Vừa lẩm bẩm, cô vừa cởi áo khoác của anh ra, sau đó mở cửa sổ ra để cho anh có thể ngủ thoải mái thêm một ít. Làm xong mọi chuyện này, Lý Huệ cũng vô cùng mệt mỏi, liền đi phòng vệ sinh rửa mặt. Xem ra tối nay cô chỉ có thể ngủ trên ghế sofa. Mà lúc này, trong quán cà phê cách sạn không xa, Lệ Như nhìn người phụ nữ trang điểm lộng lẫy ở trước mặt, cau mày hỏi. Không phải tôi để cô đi bồi rượu chủ tịch Đường hay sao? Sao bây giờ lại trở về? Người kia uống rượu xong thì cả người đều mơ màng. Cho dù tôi có làm gì thì anh ta cũng không dính chiêu. Tôi cũng không có biện pháp. Vừa lúc ở trong hành lang, trợ lý của anh ta đã mang anh ta trở về phòng rồi. Dáng dấp của cô ấy rất xinh đẹp. Tôi nghĩ rằng cô đã làm việc uổng công vô ích. Dù sao thì bên người anh ta có người phụ nữ xinh đẹp như vậy, thì làm sao mà có hứng thú với tôi chứ? Dứt lời, người phụ nữ lắc eo rồi đi. Lệ Như kịp phản ứng lại, người trợ lý kia hẳn là Lý Huệ. Đã trễ thế này, Đường Bảo Thiên lại say rượu, vừa vặn ở trong phòng Lý Huệ, trai đơn gái chiếc, khó đảm bảo giữa bọn họ sẽ không xảy ra chút gì. Lệ Như khẽ cong môi, nhắn tin báo với phó tổng giám đốc tập đoàn Thắng Lợi. Chủ tịch Đường có người đẹp ở bên, nhất định sẽ rất hài lòng. Nếu Đường Bảo Thiên chủ động ngủ Lý Huệ, thế thì cô ta sẽ không cần phải lo lắng Lý Huệ sẽ cướp đi Nguyễn Bảo Trung của cô ta nữa. Trong phòng, Lý Huệ rửa mặt xong, nhìn thấy Đường Bảo Thiên còn đang ngủ mê mệt. Trong không khí tràn ngập mùi rượu, Lý Huệ giặt cái khăn tay, suy nghĩ lau mặt giúp Đường Bảo Thiên để cho anh mau chóng tỉnh lại, tốt nhất là có thể trở về phòng của anh. Thế nhưng cô vừa mới ngồi xuống mép giường thì người đàn ông trên giường liền mở mắt, bắt lại cổ tay cô, sau đó dùng sức kéo một cái. Lý Huệ không kịp phản ứng, cả người đã ngã vào trong lồng ngực của anh. Gò má Lý Huệ có chút đỏ ửng lên, cô nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người bọn họ quá gần, gần tới mức cô có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của anh. Người đàn ông nhíu mày, tầm mắt định ở trên mặt cô, môi mỏng khẽ mở. Tại sao mỗi lần tôi uống say thì cô đều xuất hiện ở trước mặt tôi vậy? Lý Huệ còn chưa kịp giải thích thì ngón tay sần sùi của anh đã đặt lên môi cô. Cố ý sao? Lý Huệ vội vàng phản bác. Tôi không có. Lần trước là do Du Bình Nhi sắp xếp, lần này là trùng hợp mà thôi. Cô cảm thấy bên tai lại đỏ lại nóng lên. Rõ ràng người thua thiệt là cô, thế mà sao trong lời nói của Đường Bảo Thiên tình cảnh của cô lại bị động như vậy? Cô mím chặt môi, cố nặn ra thêm một câu. Tôi là trợ lý của anh, những chuyện này chẳng qua là chức trách công việc của tôi mà thôi. Vào giờ phút này, cô chỉ muốn tìm đại một lý do. Cô vốn tưởng rằng Đường Bảo Thiên sẽ bỏ qua cho cô, nhưng không ngờ một nụ hôn đột nhiên rơi xuống. Nụ hôn của anh mang theo mùi rượu nồng nặc, xâm chiếm chút lý trí cuối cùng còn lại trong đầu cô. Không khí trong phòng cũng rất mập mờ. Lý Huệ dường như ngửi thấy mùi nước hoa ban ngày, mà lòng bàn tay Đường Bảo Thiên cũng càng thêm nóng bỏng. Như thế này còn thuộc về phạm vi công việc của cô sao? Bỗng nhiên bên tai cô nghe được một giọng nói của Đường Bảo Thiên, trong âm thanh chèn lẫn vài men say. Trong nháy mắt, Lý Huệ bỗng nhiên tỉnh táo lại. Đương nhiên không phải, chủ tịch Đường, anh đã say rồi. Lý Huệ dùng hết sức lực đẩy anh sang một bên. Nơi này là phòng nghỉ ngơi của tôi, mời anh rời đi. Trợ lý Lý, dường như cô đã quên mất một điều, là cô mang tôi vào đây. Đường Bảo Thiên cũng không có ý định rời đi, ngược lại nhắm hai mắt lại. Anh... Lý Huệ nắm chặt bàn tay lại. Cô không nghĩ rằng có lúc anh lại không biết xấu hổ như vậy. Pha cho tôi tách cà phê, người đàn ông nhẹ giọng ra lệnh. Đây cũng là công việc của trợ lý nên làm.
Lý Huệ nhíu mày nhìn chằm chằm vào mặt anh, lẩm bẩm vài câu rồi xoay người rời đi pha ly cà phê, cố ý không thêm đường. Này, Đường Bảo Thiên nhận lấy, chỉ người một cái rồi uống một hơi cạn sạch. Thấy anh buông ly cà phê xuống rồi đi ra ngoài, trong lòng Lý Huệ không khỏi có chút hối hận. Vừa rồi cô làm như vậy thật giống như có chút ngây thơ. Trợ lý Lý, sau này cô cũng đừng nên ở cùng với bất kỳ một người đàn ông đã say nào, cho dù có là vì bất kỳ lý do gì. Trước khi ra cửa, Đường Bảo Thiên nói một câu như vậy. Anh cũng không để ý Lý Huệ có nghe hay không, liền đóng cửa rồi đi. Lý Huệ ngẩn ra, ngồi bệt xuống giường. Dù sao cô cũng không phải là loại người như Du Minh Nhi, dùng các loại cơ hội như vậy để thượng vị. Gió lùa từ ngoài cửa sổ thổi tan mùi vị trong phòng. Lý Huệ dường như có thể ngửi được tiếng hít thở của Đường Bảo Thiên. Cô dùng chăn che đầu lại, rất vất vả mới có thể ngủ. Mà lúc này, trong căn phòng cách vách Lý Huệ, Đường Bảo Thiên xối một gáo nước lạnh, giọt nước chảy xuống bả vai anh khiến anh tỉnh táo lại. Trong khoảnh khắc vừa rồi đó, anh suýt chút nữa đã không khống chế được mình. Mặc dù bọn họ đã từng cùng chung hai đêm, nhưng Đường Bảo Thiên cũng không muốn miễn cưỡng bất kỳ ai, nhất là trong tình huống hiện tại. Anh còn chưa biết rõ ràng thân phận của Lý Trường Nam. Anh kéo khăn lông xuống, lau khô cơ thể, trong ánh mắt đè nén dục vọng. Nếu như Lý Trường Nam thực sự là con trai anh, thì chuyện xảy ra kế tiếp chỉ sợ Lý Huệ khó có thể tiếp nhận. Giữa trưa ngày thứ hai, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thắng Lợi mời Đường Bảo Thiên ăn cơm tạm biệt. Tiệm cơm được đặt ở một nhà hàng ở gần khu vực khách sạn. Chủ tịch Đường, các người thực sự chuẩn bị trở về sớm như vậy sao? Phó Tổng Giám đốc Lâm vừa cười vừa nói, ánh mắt còn có nhiều tâm ý dừng lại ở trên người Lý Huệ vài giây. Chủ tịch Đường lại có nhân viên xuất sắc như vậy, thật là khiến người ta hâm mộ à? Đường Bảo Thiên lạnh lùng nghe, cũng không nói gì, bước vào phòng ăn. Lý Huệ vốn đang đi phía sau Triệu Phương Hào, nhưng vô tình bị Lệ Như kéo một cái, cuối cùng ngồi xuống ở bên người Đường Bảo Thiên. Tôi vẫn là nên ngồi bên kia. Lý Huệ cũng không muốn ngồi gần anh như vậy, dù sao vừa xảy ra chuyện như thế tối hôm qua, cô cũng phải cẩn thận một chút, lỡ may ném mất công việc này thì phiền phức. Trợ lý Lý cứ ngồi đằng kia đi, thuận lợi bồi chủ tịch Đường dùng cơm. Phó Tổng Giám đốc Lâm vừa cười ha hà vừa nói. Trong bữa ăn, vị Phó Tổng Giám đốc Lâm kia định bợ Đường Bảo Thiên đủ điều, còn kém cắp thức ăn rót rượu cho Đường Bảo Thiên. Lý Huệ ở bên cạnh thấy vậy, chỉ cảm thán. Suy nghĩ của những người có tiền này thật không quá giống với người bình thường. Nếu tập đoàn Thắng Lợi để ý tập đoàn Đường Thị như vậy, thế sao không hoàn thành hợp đồng sớm một chút đi, nếu không phải là Đường Bảo Thiên tự mình ra tay. Nhưng mà thức ăn trong nhà hàng này thực sự rất hợp khẩu vị của cô. Cô cũng chỉ cúi đầu ăn, thậm chí không để ý bọn họ đang trò chuyện cái gì. Ăn được một lúc, Đường Bảo Thiên đứng dậy đi phòng vệ sinh, vừa vặn lại gặp phải Nguyễn Bảo Trung. Chủ tịch Đường, không ở thêm mấy ngày sao? Nguyễn Bảo Trung thuận miệng hỏi. Trong công ty còn có những nghiệp vụ khác cần phải xử lý gấp. Nếu như chuyện bên này đã kết thúc, thì tôi cũng nên về sớm một chút. Dù sao tập đoàn Đường Thị cũng không đặt trọng tâm ở đây. Đường Bảo Thiên lạnh lùng trả lời. Nguyễn Bảo Trung nghe vậy khẽ nhíu mày lại. Chủ tịch Đường trước giờ không dẫn theo nữ nhân viên đi công tác, lần này dường như là phá lệ sao? Có phải là Lý Huệ đã làm gì không tốt nên cần chủ tịch Đường tự mình mang theo cô ấy? Sắc mặt Đường Bảo Thiên trầm xuống, nhìn thẳng vào Nguyễn Bảo Trung. Hai người bọn họ cứ giằng co như vậy ở trong hành lang. Giám đốc Nguyễn để ý nhiều quá rồi. Đó là chuyện của tập đoàn Đường Thị chúng tôi, không cần phải giải thích với anh. Đường Bảo Thiên không có trả lời thẳng, đi vòng qua Nguyễn Bảo Trung trở về phòng ăn. Khi đi ngang qua nhân viên phục vụ, Đường Bảo Thiên dặn dò mang lên thêm một phần cá hấp. Nguyễn Bảo Trung không biết làm sao, buông tiếng thở dài. Dù sao Đường Bảo Thiên cũng nói không sai, anh ta cũng không phải là nhân viên của Đường Thị. Nguyễn Bảo Trung trở lại phòng ăn không lâu thì thấy người phục vụ mang phần cá hấp kia đặt ở trước mặt Lý Huệ. Lúc này trong đôi mắt Lý Huệ thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Mới vừa rồi cô còn cảm thấy món này rất ngon miệng, lập tức cô lại ăn thêm mấy miếng. Nguyễn Bảo Trung cau mày nhìn về phía Đường Bảo Thiên ở bên cạnh Lý Huệ, chỉ thấy ánh mắt của Đường Bảo Thiên vừa mới từ trên người Lý Huệ rời đi, đáy mắt còn mấy phần ấm áp. Quả nhiên
Đường Bảo Thiên đối xử với Lý Huệ rất đặc biệt. Nguyễn Bảo Trung chỉ cảm thấy bữa cơm này không còn mùi vị gì nữa, hai tay ở dưới bàn đã nắm chặt thành nắm đấm. Thời gian ăn cơm không sai biệt lắm, Đường Bảo Thiên, Lý Huệ và Triệu Phương Hào rời đi, chuẩn bị đi tới sân bay. Phó Tổng Giám đốc Lâm cười híp mắt bắt tay với Đường Bảo Thiên. Lần sau có cơ hội, tôi nhất định phải tự mình đến Đường thị, học tập lý niệm buôn bán của Chủ tịch Đường. Đường Bảo Thiên tôi sẽ chiêu đãi hết lòng. Dứt lời, anh cầm áo khoác trong tay Lý Huệ rồi đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng hai người bọn họ rời đi, Nguyễn Bảo Trung cảm thấy trong lòng không thoải mái cho lắm. Anh Bảo Trung, tối hôm qua Chủ tịch Đường nghỉ ngơi ở trong phòng của Lý Huệ. Hơn nữa, bọn họ thật giống như... Chúng ta có phải là sẽ được ăn tiệc vui mừng của Lý Huệ rồi hay không? Lệ Như nháy nháy mắt, trên mặt tràn đầy nụ cười. Không biết. Nguyễn Bảo Trung chỉ nói hai chữ, sau đó vội đuổi theo. Lệ Như mang giày cao gót, căn bản là không đuổi kịp anh ta. Nhưng nghĩ cũng biết, anh ta khẳng định đã chú ý tới quan hệ vi diệu giữa Đường Bảo Thiên và Lý Huệ. Bằng không thì không thể nào gấp gáp như vậy. Lệ Như đứng lại, lẩm bẩm. Anh đuổi theo thì có ích lợi gì? Lý Huệ chính là thích tiền của Đường Bảo Thiên. Thấy Lý Huệ chuẩn bị lên xe, Nguyễn Bảo Trung chạy đến kêu lên một tiếng. Lý Huệ! Sao thế? Lý Huệ quay người lại hỏi. Anh... Mấy ngày nữa hẳn là anh sẽ được điều đến Hải Châu. Đến lúc đó, chúng ta còn có thể gặp mặt lại nhau hay không? Giọng nói của Nguyễn Bảo Trung cũng không còn ôn hòa như trước kia, mà rất nghiêm túc và trịnh trọng. Lý Huệ theo bản năng gật đầu. Tất nhiên là có thể chứ. Nguyễn Bảo Trung không nhịn được nụ cười tươi, trong mắt cũng tràn đầy vui mừng. Qua mấy ngày sẽ gặp. Lý Huệ cũng không để chuyện này ở trong lòng, chào tạm biệt với Nguyễn Bảo Trung rồi lên xe. Nhưng mà sau đó, Đường Bảo Thiên lại biểu hiện vô cùng lạnh lùng. Anh không ngừng say bảo Lý Huệ làm này làm kia. Cuối cùng Lý Huệ phải vừa cầm hành lý, vừa cầm ly cà phê đi theo sau bọn họ lên máy bay. Mà trên tay Triệu Phương Hào chỉ có một cái laptop. Nhiều lần anh muốn giúp đỡ Lý Huệ, nhưng đều bị Đường Bảo Thiên dùng đủ loại lý do ngăn cản lại. Rất vất vả mới đến khi máy bay cất cánh. Lý Huệ cho rằng cô đã có thể nghỉ ngơi một lát, thì bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh như băng của Đường Bảo Thiên. Đổi báo cáo xong chưa? Lý Huệ trả lời. Tôi đã gửi đến mail của anh rồi. Đây chính là công sức thức trắng hai đêm của cô. Không ngờ rằng Đường Bảo Thiên chỉ nói. Không nhận được. Lại gửi thêm một lần đi. Chủ tịch Đường, trên máy bay không có mạng. Không thì anh xem bằng máy tính của tôi đi. Lý Huệ cố kìm lại tức giận, đưa laptop của cô tới. Đường Bảo Thiên lướt nhìn bản báo cáo, tỏ ý không hài lòng, để cho Lý Huệ tiếp tục sửa đổi. Cho đến khi máy bay đến nơi, Lý Huệ vẫn còn cảm giác mơ màng trầm trọng. Trong đầu đều là nội dung bản báo cáo. Triệu Phương Hào thấy vậy liền nhắc nhở cô. Lý Huệ, lên xe đi. Chủ tịch bảo đưa cô trở về trước, sau đó sẽ đi công ty. Lần nữa phát bản báo cáo kia cho tôi. Tôi nhìn giúp cô xem một chút. Triệu Phương Hào đến gần Lý Huệ, hạ giọng nói. Cảm ơn anh. Lý Huệ cảm kích nhìn qua Triệu Phương Hào, sau đó mở cửa xe, ngồi xuống. Xe mới chạy vào khu chung cư, Lý Huệ đã thấy một thân ảnh nho nhỏ ngồi phía trước. Vì trước khi đi công tác, cô có nói đại khái thời gian trở về với Lý Trường Nam. Hẳn là Lý Trường Nam vì đón cô nên mới xuống lầu ngồi chờ đợi. Nhớ lại trước đó Đường Bảo Thiên có hỏi qua chuyện Lý Trường Nam vài lần. Lý Huệ trong nháy mắt cảnh giác lên. Làm phiền anh dừng xe. Để tôi xuống ở đây là được rồi. Đường Bảo Thiên chú ý tới vẻ lo lắng trên mặt cô, nên liếc nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt rất tự nhiên rơi vào trên người Lý Trường Nam. Chủ tịch Đường, cảm ơn anh đã đưa tôi trở về. Tôi sẽ mau chóng sửa đổi tốt phần báo cáo kia. Lý Huệ vừa nói vừa xuống xe, dùng một phần cơ thể cản lại tầm nhìn của Đường Bảo Thiên. Nhưng mà khi cô vừa xuống xe thì Lý Trường Nam đã hô lên. Mẹ, mẹ trở về rồi. Hai tay cậu bé ôm quyển sách chạy như bay về phía Lý Huệ, trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Nhưng khi cậu bé nhìn thấy trong xe còn có người nào ngồi đó, cậu bé dừng hẳn lại, khôn khéo đứng ở một bên. Trước đó Lý Huệ đã nói qua với cậu bé, dặn cậu bé nên giữ một khoảng cách với người xa lạ. Lý Huệ vội vàng cầm hành lý, kéo lại Lý Trường Nam. Đi thôi, chúng ta trở về nhà. Nhưng đúng lúc này,
Đường Bảo Thiên cũng xuống xe. Hơn nữa ánh mắt thâm thúy của anh vẫn còn rơi trên người Lý Trường Nam. Lý Huệ thấy Lý Trường Nam vẫn đứng yên nên quay đầu lại. Thấy anh xuống xe, cô dùng cơ thể cản lại người Lý Trường Nam. Trên mặt cô tràn đầy cảnh giác hỏi: Chủ tịch Đường, còn có chuyện gì sao? Nhưng Đường Bảo Thiên vẫn không biểu lộ gì, không nói một lời. Lý Huệ căn bản không hiểu ý đồ của anh. Đúng lúc này, Lý Trường Nam thò cái đầu nhỏ ra, chủ động hỏi: Chú đẹp trai, chú là ông chủ của mẹ cháu phải không? Đường Bảo Thiên nhíu mày, khẽ gật đầu một cái. Mẹ cháu mặc dù rất cố gắng làm việc, nhưng có đôi khi sẽ không cẩn thận cho lắm. Cháu sẽ sớm khỏe mạnh, sẽ không nên lụy gì tới mẹ cháu. Chú đẹp trai, chú đừng đuổi việc mẹ cháu nhé. Lý Huệ kéo cánh tay của cậu bé, ôm cậu bé thật chặt, rồi nhìn chằm chằm về phía Đường Bảo Thiên. Chủ tịch Đường, hy vọng anh không để ý lời nói của đứa trẻ. Tôi thì lại cảm thấy đúng, đứa nhỏ này càng thành thục hơn cả cô. Đường Bảo Thiên lộ ra nụ cười rất hiếm thấy. Anh chủ động đi lên phía trước, thân ảnh cao lớn hơi chặn lại ánh mặt trời đang chiếu trên người hai mẹ con cô. Khi nhìn rõ gương mặt của Lý Trường Nam, trên mặt anh lóe lên vẻ kinh ngạc và mừng rỡ, nhưng sau đó khôi phục lại bình thường rất nhanh. Trợ lý Lý, nhớ đi làm đúng giờ vào ngày mai. Đường Bảo Thiên vừa cười nói, còn đặc biệt nhìn Lý Trường Nam. Phải nhanh dưỡng tốt cơ thể, chăm sóc mẹ cháu. Cháu yên tâm, chú sẽ không đuổi việc mẹ cháu. Cảm ơn chú đẹp trai. Lý Trường Nam ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, cười nói. Lý Huệ nhíu mày, cô cảm giác có điều gì không đúng lắm, nhưng cũng không nói gì, cũng không để ý Đường Bảo Thiên. Cô cũng không muốn ở lại đây, liền ôm lấy Lý Trường Nam, kéo dương hành lý đi vào thang máy. Đến khi thang máy đóng cửa lại, cô vẫn còn có thể nhìn thấy ánh mắt của Đường Bảo Thiên đang rơi trên người Lý Trường Nam. Cô cũng không thể hiểu được tại sao Đường Bảo Thiên lại để ý tới Lý Trường Nam như vậy. Lý Huệ kéo cánh tay của cậu bé, hạ giọng dặn dò: Trường Nam, nếu như lần sau chú này lại tới tìm con nhất định phải giữ một khoảng cách, con phải báo cho mẹ biết trước nhé. Sao vậy mẹ? Chú đó là người xấu à? Lý Trường Nam tò mò hỏi. Lý Huệ cũng không biết nên giải thích với Lý Trường Nam thế nào. Người như Đường Bảo Thiên hẳn sẽ không hèn hạ làm gì với một đứa bé. Lý Huệ rất khẳng định vì điều này. Chỉ là cô không rõ lý do tại sao Đường Bảo Thiên lại đối xử với mẹ con cô tốt như vậy. Dường như cảm nhận được ý nghĩ của Lý Huệ, Lý Trường Nam gật gật đầu trả lời: Mẹ cứ yên tâm, con sẽ một mực ở bên cạnh mẹ, sẽ không để cho người xấu làm hại chúng ta. Cô nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cùng Lý Trường Nam trở về nhà. Mà lúc này Đường Bảo Thiên cũng rời khỏi khu chung cư. Triệu Phương Hào vừa rồi cũng nhìn thấy Lý Trường Nam, thấy Đường Bảo Thiên lên xe, bộ dáng như đang suy nghĩ điều gì, anh ta cố ý trò chuyện. Không ngờ con trai của Lý Huệ lại lớn như vậy, giống như có chút giống cậu chủ. Nhưng mà nhìn đứa bé này có vẻ hơi tái nhợt, hơn nữa còn tương đối gầy yếu. Đường Bảo Thiên hơi híp mắt lại. Phải không? Dù sao một mình Lý Huệ cũng không dễ dàng gì. Triệu Phương Hào vừa cười vừa nói. Đường Bảo Thiên nghe được lời này, sắc mặt càng thêm thâm trầm mấy phần. Chẳng lẽ lúc đầu Lý Huệ sớm sinh phát hiện đứa bé kia không có chết, hay là cô tận lực che giấu điều gì? Chiếc xe tiếp tục di chuyển về hướng tập đoàn Đường Thị, nhưng nửa đường Đường Bảo Thiên ra lệnh quay đầu. Mười mấy phút sau, Đường Bảo Thiên ngồi ở trong phòng làm việc của Phạm Ngọc Bảo. Cậu cứ y như là khối băng vậy, ngồi ở đằng kia đi, phòng làm việc của tôi cũng không cần hơi lạnh. Phạm Ngọc Bảo đùa giỡn. Giải phẫu giúp đứa bé kia đi, tôi sẽ phụ trách tất cả chi phí. Đường Bảo Thiên lấy một tấm thẻ ngân hàng ra, đặt ở trước mặt Phạm Ngọc Bảo. Nghe vậy, Phạm Ngọc Bảo nhíu mày nhìn anh. Nghĩ kỹ rồi sao? Lỡ may nó không phải là con trai của cậu. Dù sao chuyện này cũng đã qua 7 năm, rất nhiều chuyện cần phải tốn thời gian dài để kiểm chứng. Hơn nữa, một khi Lý Trường Nam thực sự là con trai của Đường Bảo Thiên, thì nhọ Đường sẽ có hai người thừa kế. Đến lúc đó hẳn còn phải suy nghĩ đến quan hệ giữa Lý Huệ và Đường Bảo Thiên. Chỉ suy nghĩ một chút mà Phạm Ngọc Bảo đã cảm thấy nhức đầu giùm Đường Bảo Thiên. Trên gương mặt của Đường Bảo Thiên cũng không có biểu lộ gì,
nhưng giọng nói vô cùng nghiêm túc. Tôi đã suy nghĩ rõ ràng. Được rồi, nhưng tôi phải làm kiểm tra toàn thân cho đứa bé này. Tôi phải chắc chắn mức độ tiếp nhận giải phẫu thì mới có thể hạ thấp tối đa tỷ lệ thất bại trong ca mổ. Hơn nữa cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý. Có lẽ đứa nhỏ này còn sẽ lưu lại không ít di chứng về não bộ. Phạm Ngọc Bảo đầy đầy mắt kiếng giải thích. Ngay cả cậu cũng không chắc sao? Phạm Ngọc Bảo gật đầu, giọng nói có chút ngưng động. Bệnh tình của đứa nhỏ này tương đối phức tạp. Hơn nữa đứa bé còn có thể là con trai của cậu. Tôi làm giải phẫu càng nhận áp lực lớn hơn. Đường Bảo Thiên thở dài một hơi. Ngọc Bảo, tôi... Được rồi, cậu cứ giao mọi việc cho tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cũng sẽ nghĩ biện pháp không để người phụ nữ kia phát hiện. Nhưng mà cậu hẳn là càng để ý nhỏ hạ. Ngay cả bố tôi cũng hỏi tôi mấy lần. Cậu có thực sự phải làm con rể của nhỏ hạ hay không vậy? Đường Bảo Thiên cau mày. Anh đã lùi 7 năm, bọn họ ép 7 năm, xem ra bọn họ đã không kịp chờ đợi. Rời khỏi bệnh viện, Đường Bảo Thiên chủ động trở về nhỏ Đường, vừa vặn Hạ Kiều Anh cũng đang ở đây. Hạ Kiều Anh mặc một chiếc đầm màu trắng, đang đánh cờ cùng với ông cụ Đường. Thấy Đường Bảo Thiên vào cửa, cô ta cao hứng đứng dậy đi tới. Bảo Thiên, anh đi công tác mà lại không nói với em một tiếng, làm em rất lo lắng đó. Tôi đi chỗ nào cần phải báo cáo cho cô biết đây sao? Cháu đang tỏ cái thái độ gì vậy? Con bé chỉ là đang lo lắng cho cháu mà thôi. Ông cụ Đường đập cây quải trượng xuống đất, tỏ ra không hài lòng nhìn về Đường Bảo Thiên. Tối nay hãy đi cùng ông đến nhà họ Hạ. Hạ Kiều Anh nghe được lời này, đáy mắt lập tức tràn đầy vui sướng. Cô ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Cô ta cũng biết, cho dù có như thế nào đi nữa, thì chuyện Đường Bảo Thiên cưới cô ta cũng sẽ không thay đổi. Cuối năm Đường Thị còn một hạng mục lớn, cháu không muốn phân tâm vào lúc này, cũng không hy vọng bên ngoài chú ý quá nhiều đến vấn đề riêng của cháu. Những điều này sẽ gây ảnh hưởng đến công ty. Đường Bảo Thiên vừa nói xong, ông của Đường chỉ lắc đầu nói. Chuyện của công ty vĩnh viễn cũng sẽ không xong. Chẳng lẽ đời này cháu cũng không kết hôn sao? Tối hôm nay đi cùng ông đến nhà họ Hạ đi, trước tiên quyết định chuyện hai đứa, nhưng mà có thể tạm thời không công khai ở bên ngoài. Ông ta phải tìm một biện pháp điều hòa hai bên, vừa có thể ổn định nhà họ Hạ, lại vừa để cho Đường Bảo Thiên không có lý do từ chối. Đường Bảo Thiên nhíu mày, chợt bật cười. Ông cũng không phải là không biết nhà họ Hạ bên kia là có ý đồ gì. Hạ Kiều Anh ở một bên nghe vậy cảm thấy vô cùng lúng túng, dù sao cô ta đã thả xuống tư thái tiểu thư con nhà giàu. Chủ động đến nhỏ Đường để chăm sóc ông cụ Đường, thế mà ở trong mắt Đường Bảo Thiên, những chuyện này chỉ là thủ đoạn của cô ta để gà vào nhỏ Đường. Sớm muộn gì cháu đều phải kết hôn. Những năm này con bé lại bỏ ra nhiều như vậy, cháu cũng phải cho nhỏ Hạ một câu trả lời chứ. Ông cụ Đường tức giận nói. Cứ quyết định như vậy đi. Chuyện gì cũng phải có trước có sau. Ngay khi ông cụ Đường muốn đứng dậy, Đường Bảo Thiên liền nói thêm một câu. Cháu nói thế là có ý gì? Ông cụ Đường tức giận, thấy Đường Bảo Thiên cũng không nói gì thêm. Ông ta khoát tay rồi kêu quản gia dẫn ông ta rời khỏi phòng khách. Hạ Kiều Anh từ đầu đến cuối đều cảm thấy thái độ hôm nay của Đường Bảo Thiên có gì đó rất khác thường. Tuy nói trước khi anh cũng viện cớ chuyện của công ty để từ chối nhiều lần, nhưng mà lần này Hạ Kiều Anh hạ giọng, ánh mắt ẩn hiện mấy phần mong đợi. Bảo Thiên, chỉ cần một câu nói của anh, em nguyện ý vì anh mà chăm sóc Bảo Minh, chăm sóc ông cụ Đường. Nếu như cô thực sự nghĩ như vậy, thì nhà họ Hạ cần gì phải thả ra tin tức chúng ta muốn kết hôn chứ? Hạ Kiều Anh, tôi đã nói rồi. Sắc mặt Đường Bảo Thiên hoàn toàn trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng. Tối nay tôi sẽ đến nhà họ Hạ để nói cho rõ ràng, như thế sẽ tốt hơn với cô. Hạ Kiều Anh nghe vậy siết chặt đầu ngón tay, chờ mắt nhìn anh rời đi. Khổ sở đợi anh nhiều năm như vậy, thế mà vẫn không thể đổi lấy một danh phận của Đường Bảo Thiên. Hay là nói Đường Bảo Thiên thực sự có người nào đó rồi. Nghĩ như vậy, Hạ Kiều Anh kêu người giúp việc báo với ông cụ Đường. Nhỏ Hạ tối nay bận đột xuất, chuyện gặp mặt ăn cơm thì hẹn lại lần sau. Sau đó vội vàng rời khỏi nhỏ Đường. Ông cụ Đường nghe vậy
trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Bên người Bảo Thiên có người phụ nữ nào sao? Quản gia thành thật trả lời. Dạ, gần đây cậu chủ thường xuyên mang theo một nhân viên nữ. Cầm tất cả thông tin về cô ta tới phòng tôi. Ông cụ Đường chống gậy, sắc mặt âm trầm đi lên thang lầu. Sáng sớm thứ hai, Lý Huệ vừa mới tới công ty liền nhìn thấy rất nhiều nhân viên tụ tập ở phòng khách, dường như đang bàn luận về chuyện gì. Cô tới rất đúng lúc, mau cùng tôi đi đón người. Triệu Phương Hào liếc nhìn đồng hồ, nhìn thấy Lý Huệ đã tới, anh ta vội vàng mở miệng. Lý Huệ gật đầu một cái rồi đi theo anh ta ra ngoài. 5 phút sau, một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước cửa tập đoàn Đường Thị. Tống Minh Nguyệt từ trên xe bước xuống, tiếp đó là một thân toàn đồ hàng hiệu Diệp Kiều. Ngay cả túi xách trên tay Diệp Kiều đều là bản limited, chỉ có 5 cái trên thế giới. Lý Huệ. Diệp Kiều vừa bước xuống đã chú ý tới Lý Huệ, cô ta còn chủ động lên tiếng chào hỏi. Em còn nghĩ hôm nay tới đây có thể thấy được chị ấy không? Không ngờ thật trùng hợp. Các nhân viên Đường Thị ở bên cạnh nghe vậy, trên mặt đều tỏ ra tò mò. Chẳng lẽ Lý Huệ lại quen biết minh tinh Diệp Kiều sao? Lý Huệ nhíu mày, cố giữ một khoảng cách với Diệp Kiều, rồi quay qua nói với Triệu Phương Hào. Anh Triệu, nếu như không còn chuyện gì liên quan, thì tôi liền đi lên trước. Nhưng không đợi Triệu Phương Hào mở miệng, Diệp Kiều đã trực tiếp kéo lại tay Lý Huệ. Em rất vất vả mới đến công ty chị một lần. Chị hãy mang em đi dạo xung quanh một chút đi. Lát nữa em sẽ xin nghỉ giúp chị. Bên cạnh đã có không ít nhân viên và người đi đường bắt đầu chụp hình. Diệp Kiều tới gần Lý Huệ rồi hạ giọng. Đừng để cho tôi khó chịu. Nếu không, chị sẽ không có kết quả gì tốt đâu. Lý Huệ không biết phải làm sao, đành đi theo đoàn người Diệp Kiều tiến vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại, trên mặt Diệp Kiều liền hiện lên vẻ chán ghét. Tôi còn tưởng thế nào? Thì ra chị vẫn chỉ là một trợ lý quèn. Lý Huệ chỉ điếc nhìn qua Diệp Kiều một cái, trên mặt vẫn giữ nét lạnh lùng và bình thản, giống như nhìn một người xa lạ vậy, không nói câu nào. Tống Minh Nguyệt ở bên cạnh thấy vậy, nhỏ giọng nhắc nhở. Diệp Kiều, đừng quên mục đích hôm nay cô tới đây. Bởi vì sự kiện hủy hợp đồng lần trước, Genta cũng tỏ thái độ rõ ràng, sẽ không hợp tác bất kỳ chuyện gì với Diệp Kiều, để cho hình tượng và danh tiếng cô ta bị hao tổn. Công ty Lâm Mộc của cô ta cũng bị một ít ảnh hưởng không tốt. Vì duy trì giá trị buôn bán của Diệp Kiều, công ty Lâm Mộc yêu cầu cô ta phải nói xin lỗi với Đường Bảo Thiên. Nhận được sự thông cảm của Đường Thị, tốt nhất là có thể tham gia tiệc cuối năm của Đường Thị. Diệp Kiều cắn chặt môi, hung ác trợn mắt lườm Lý Huệ, sau đó lắc eo đi ra khỏi thang máy. Rất nhanh sau đó, đoàn người Diệp Kiều đã đi đến phòng tiếp khách. Chẳng qua là Đường Bảo Thiên còn chưa tới, nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là chờ đợi. Bỗng nhiên trong đầu Diệp Kiều nổi lên một suy nghĩ. Cô ta quan sát Lý Huệ từ trên xuống dưới, sau đó quay qua nói với Tống Minh Nguyệt. Chị Tống, chị xem chị ta có được hay không? Tống Minh Nguyệt cũng nhìn về phía Lý Huệ, gật đầu liên tục. Không tệ. Cô ta cũng không có bất kỳ kinh nghiệm trong nghề này, nhất định sẽ có điểm hot. Lý Huệ nhìn thấy ánh mắt bọn họ nhìn cô như chọn hàng hóa, hết sức không thoải mái. Cô Diệp, nếu như không có chuyện gì khác, tôi liền đi trước. Chờ một chút. Diệp Kiều gọi lại Lý Huệ, đổ ly cà phê xuống đất ngay trước mặt Lý Huệ. Cô pha cà phê cái kiểu gì vậy? Pha cà phê nóng như vậy là muốn nóng chết tôi sao? Lý Huệ hít sâu một hơi. Cô pha ly cà phê và bưng tới đây ít nhất đã qua 5 phút, làm sao có thể còn nóng được. Diệp Kiều, cô đừng có mà quá mức. Trước kia lần nào Diệp Kiều muốn làm gì thì cô ta sẽ dùng loại thủ đoạn thấp kém này, trước tiên bôi xấu danh dự của Lý Huệ, rồi sau đó lợi dụng điểm yếu uy hiếp cô. Nhưng mà bây giờ Lý Huệ cũng không phải loại người có tính tình mềm yếu, dễ bị ức hiếp như trước kia nữa rồi. Cuối tuần này chị hãy đến phòng của tôi, quay một tiết mục với tôi. Tôi sẽ tha thứ cho chị. Hơn nữa sẽ không nói với chủ tịch Đường là chị đã từng làm những chuyện xấu xa kia. Dứt lời, Diệp Kiều còn bổ sung thêm một câu. Cả chuyện chị đã có đứa bé. Chị hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đừng có trách tôi không cho chị cơ hội. Diệp Kiều hừ lạnh một tiếng. Mà đúng rồi, lát nữa chị phải dọn cà phê đổ trên mất sạch sẽ, tránh để người khác nhìn thấy. Lý Huệ thấy mặt đất dính đầy cà phê, cô cầm rẻ lau tới, ngồi xồm xuống lau sạch.
đến nỗi chuyện mà Diệp Kiều nói cô căn bản không quan tâm. Đợi một lúc lâu, Diệp Kiều cũng không nghe được Lý Huệ chủ động cầu xin. Cô ta khẽ nhíu mày. Lý Huệ, cô Lý, chủ tịch Đường đã đến. Triệu Phương Hào vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy Lý Huệ đang lau cà phê trên mặt đất, sừng sốt cả người. Lúc này Diệp Kiều đứng dậy, trợn mắt nhìn Lý Huệ một cái, sau đó mang theo mấy người Tống Minh Nguyệt đi ra ngoài. Triệu Phương Hào đến gần bên cạnh Lý Huệ, hạ giọng nhắc nhở. Gọi lao công đến đây dọn dẹp là được. Không sao. So với việc thấy mặt Diệp Kiều, tôi càng muốn lau sàn nhà hơn. Lý Huệ tự giễu cười một mình, ngẩng đầu lên nói với anh ta. Phiền anh nói với chủ tịch Đường một tiếng, tôi còn có tài liệu chưa xử lý xong. Được rồi. Triệu Phương Hào nhìn Lý Huệ một chút rồi xoay người rời đi. Khi Đường Bảo Thiên đi qua cửa phòng tiếp khách, nhìn cánh cửa sổ thủy tinh thấy được Lý Huệ đang lau sàn nhà. Trên gương mặt đẹp trai của anh phủ lên một tầng phức tạp, nhưng cũng không có ngừng lại mà đi thẳng vào phòng họp.